Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 39. Em nói bên ngoài có người theo dõi mà mọi người còn không tin, giờ đã tin em không lừa mọi người chưa? Liễu Hiên Nhi hơi tức giận, cũng hơi tủi thân nói. Nhất là Vương Băng Ngưng, không tin mình thì thôi, còn cho rằng mình dọa người, muốn đánh nhau với cô. Liễu Hiên Nhi cực kỳ uất ức. Mọi người ở lại phòng khách đi, em ra ngoài xem thử. Lục Vân báo lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Đây không đơn giản chỉ là rình trộm nữa. Đối phương là người tu luyện, có thể vì mình mà tới, nếu không cũng sẽ không theo dõi nhiều ngày như thế, vừa lúc mình đã về nên người kia mới lộ ra khí tức. Sau khi Lục Vân rời đi, ba người Diệp Khuynh Thành đều im lặng, quyết định đi theo xem sao. Bên ngoài biệt thự Lục Nhân, một người đàn ông cường tráng đang nhanh chóng tiến lại gần, vẻ mặt hờ hững, nhưng trong hai mắt lại có sát ý mạnh mẽ. Người đàn ông đột nhiên dừng lại. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên khi hắn ta dừng lại, hai chân dậm mạnh xuống đất, tạo thành hai cái hố lớn. Đối diện với hắn ta là một thanh niên đầu trọc. Thiên Sát Vương. Người đàn ông lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Lục Vân, chậm rãi hé miệng nhả ra ba chữ. Lục Vân nheo mắt lại, hình như cũng bất ngờ nói, quả nhiên là tới vì ta, nhưng người có thể nhắc tới ba chữ Thiên Sát Vương, quả thật khiến ta bất ngờ. Hắn không biết người đàn ông này, nhưng cảm nhận được khí tức của người tu tiên, hắn suy đoán có lẽ đối phương đến từ núi Côn Lôn. Quỷ Kiếm Tông. Thư viện Vân Sơn. Lục Vân nhớ lại, người có thù hận với mình cũng chỉ có hai thế lực này. Nhưng khi nghe người đàn ông nhả ra ba chữ Thiên Sát Vương, Lục Vân đã loại trừ hai khả năng này, nếu là người Côn Lôn, hoàn toàn không cần câu nệ phải gọi tên hiệu của hắn. Như vậy, ánh mắt Lục Vân lạnh lẽo, hỏi, là ai phái ngươi qua đây, chẳng lẽ Thiên Sát Vương ta làm việc gì động đến lợi ích của các ngươi sao? Nếu như không ảnh hưởng đến lợi ích của đối phương, sao bọn họ lại chạy tới giết mình được? Không sai, trên người đàn ông này tràn ngập sát ý. Người đàn ông cười lạnh, không tính, bọn ta biết ngươi thích diễn kịch làm anh hùng, bọn ta mặc kệ ngươi, nhưng có vài quy định ngươi không thể vượt quá được. Hả, quy định gì? Lục Vân nhíu mày, hơi hứng thú hỏi. Người đàn ông lắc đầu. Nói ngươi cũng không hiểu, huống chi một người sắp chết cũng không cần biết những thứ này. Thế giới này phức tạp hơn ngươi tưởng nhiều. Cái gì mà liên minh thí thần giả cũng chỉ là đám gà chó linh tinh mà thôi, người thật sự có thực lực khinh thường mặc kệ bọn họ, cho nên ngươi cũng không cần dương dương tự đắc như thế. Cuối cùng, ta khuyên một câu, có kiếp sau nên khiêm tốn một chút, cứ làm ầm ĩ lên chỉ khiến người khác chê cười thôi. Người đàn ông nói một hơi, sát khí đạt đỉnh điểm, mỗi một bước chân như mãnh hổ xuống núi, chân khí cuộn trào ầm ầm, gào thét tuôn ra. Kim Đan Kỳ. Lục Vân nhíu mày. Hắn luôn cho rằng phần lớn người tu luyện, nhất là đã Kim Đan Kỳ hẳn là đều đang ở Côn Lôn. Nhưng xem ra cũng không hẳn là như thế. Trước mắt, người đàn ông xa lạ này rõ ràng không tới từ Côn Lôn, nhưng hắn ta lại là một người tu luyện, hơn nữa còn đang Kim Đan Kỳ. Chẳng lẽ thật sự như lời hắn ta nói, thế giới này phức tạp hơn mình tưởng nhiều, còn hơn cả Côn Lôn. Lục Vân nhíu mày suy tư. Dù kẻ địch ngay trước mặt hắn vẫn không động đậy. Cẩn thận hồi tưởng lại lời người đàn ông nói. Tên kia thấy hắn như vậy, không nhịn được cười, sợ choáng váng rồi à. Hiện tại đã biết hành vi trước kia của mình buồn cười thế nào chưa? Một thần quân như ngươi trong mắt bọn ta cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hắn ta thấy Lục Vân đang ngây người ra đó, còn tưởng hắn đã bị khí thế của mình chèn ép. Kim Đan Kỳ, bất kể là ở Côn Lôn hay trong thế giới này đã là tồn tại cực kỳ kinh khủng, đủ để xưng bá một phương. Người đàn ông có tự tin này. Xẹt. Trong nháy mắt người đàn ông đã xông tới trước mặt Lục Vân, sát ý trong cơ thể và chân khí đồng thời bắn ra, tụ thành một lực lượng kinh khủng, đánh vào đầu Lục Vân. Thấy rõ chưa, đây mới là thí thần, sai, phải gọi là bóp chết một con kiến. Người đàn ông cười tự tin, bàn tay đánh ra đồng thời còn chế giễu Lục Vân một câu. Cái liên minh thí thần kia đúng là một chuyện cười, thí thần trong mắt bọn họ. Đối với người đàn ông cũng chỉ là con kiến hôi dễ dàng bóp chết được thôi. Thiên Sát Vương. Vân Thiên Thần Quân. Chó má. Chỉ lười để ý mà thôi, nếu không phải Lục Vân quá khoa trương thì hắn ta cũng chẳng thèm ra tay. Đùng. Chân khí nổ tung. Lúc này, lông mày Lục Vân đột nhiên giãn ra, nhếch miệng cười nói, ngươi nói không sai,
bóp chết một con kiến rất đơn giản, chỉ là con kiến đó là ngươi đấy. Ánh mắt Lục Vân đột nhiên sắc bén, một tay đưa ra, tóm đúng cổ tay người đàn ông. Sau đó hắn đột nhiên lùi lại, hóa thành từng cái tàn ảnh, nhanh chóng lùi về phía sau, gần như chỉ trong một hơi thở hắn đã lùi về chừng hơn 100 thước. Còn Lục Vân một tay cầm chặt lấy cổ tay người đàn ông, nói cách khác chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã kéo tên đàn ông này ra xa cả 100 mét. Dầm. Sau khi kéo ra một đoạn dài, Lục Vân dừng lại, đồng thời lên gối một cái. Bởi vì người đàn ông bị túm bổng lên, hai chân không chạm đất, cơ thể gần như ở thế song song với mặt đất, nên cái lên gối này của Lục Vân đánh thẳng vào cằm hắn ta. Phụt. Người đàn ông phun ra một ngụm máu tươi, xương cằm nát bét. Sát ý trong mắt hắn ta hoàn toàn biến mất, trở thành hoảng sợ. Thất sách rồi. Thiên Sát Vương này thực lực rất mạnh, không phải một tên hề đang nhảy nhót trong vở hài kịch mà bọn họ vẫn nghĩ. Quái vật. Rõ ràng Thiên Sát Vương còn rất trẻ tuổi, mà còn có thực lực kinh khủng như thế, người đàn ông lập đầu tiên gặp phải chuyện quái dị như thế này, xoay người bỏ chạy. Người đàn ông lạ mặt thầm mắng to một tiếng quái vật, bất chấp cái cằm đang đau, xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Còn muốn chạy, Lục Vân đương nhiên sẽ không khinh địch, mặc hắn ta đào tẩu. Không biết người đàn ông này thuộc thế lực nào, nhưng nếu đã hiện thân nghĩa là ở nơi nào đó đã có mầm mống tai họa. Lục Vân không thích điều này. Đi. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái đỉnh màu hồng rực, Lục Vân quát một tiếng, càn khôn đan dương đỉnh gặp rú lao ra, nháy mắt hóa thành một tia chớp, tốc độ cực nhanh. Đùng. Càn khôn đan dương đỉnh vốn chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng trong quá trình bay ra nó cũng nhanh chóng to lên, cuối cùng đập mạnh một cái vào lưng tên kia. Người đàn ông kêu một tiếng đau đớn, cơ thể nghiêng về phía trước, lảo đảo ngã ra đất. Hắn ta còn chưa đứng dậy được, càn khôn đan dương đỉnh đã nặng nề rơi xuống, ba cái chân vạc chặn cơ thể người đàn ông lại, một tiếng hét thảm thiết lập tức vang lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ưu điểm của càn khôn đan dương đỉnh là nó có thể thay đổi kích thước, nó càng lớn thì sức nặng càng kinh khủng, cho dù tên này đã là kim đan kỳ thì cũng khó mà thoát được. Thiên Sát Vương, đồ chết tiệt, a! À. Người đàn ông gào lên. Vì cằm đã vỡ nát nên câu chữ không rõ ràng, nhưng từ ánh mắt không cam lòng của hắn ta có thể thấy hận thù thấu xương với Lục Vân. Lục Vân đang chuẩn bị hỏi người đàn ông mấy câu thì đúng lúc này cơ thể hắn ta phồng lên như một quả bóng. Tự bảo, ánh mắt Lục Vân khựng lại, không lùi mà tiến lên, nhưng vẫn chậm một bước. Người đàn ông nổ tung, một viên kim đan với năng lượng tinh khiết bay lên, chuẩn bị nổ tiếp thì lòng bàn tay Lục Vân đột nhiên bắn ra một luồng sáng trắng. Cướp đoạt. Trước khi kim đan nổ tung, hắn đã hút hết hoàn toàn năng lượng của nó. Khi ánh sáng trắng quay lại lòng bàn tay Lục Vân, vòng năng lượng trong tay hắn sáng lên một chút, đây là vòng tròn năng lượng thứ hai sáng lên. Chỉ cần thôn phệ thêm hai viên kim đan nữa thôi, thắp sáng cả bốn vòng năng lượng thì tương đương với việc Lục Vân lại có một kỹ năng cường đại để giữ mạng nữa. Đáng tiếc lại để cho tên này tự sát thành công. Lục Vân nhìn thoáng qua tử trạng thê thảm của người đàn ông, cực kỳ tiếc nuối. Hắn còn định hỏi cho ra thế lực sau lưng người đàn ông, không ngờ hắn ta lại tự sát quyết đoán như thế, có lẽ sợ mình sẽ bị Lục Vân hành hạ. Tiểu Lục Vân. Mấy người Diệp Khuynh Thành chạy tới cạnh Lục Vân. Cuộc chiến ban nãy kết thúc rất nhanh, cho nên khi bọn họ chạy tới thì người đàn ông kia chỉ còn là một thi thể. Liễu Yên Nhi nhìn thi thể kia, lông mày nhíu chặt lại. Lạ quá. Cô ấy thấy rất kỳ lạ. Giống như người đàn ông kia còn chưa chết hẳn vậy. Thế nhưng rõ ràng bụng của hắn ta đã thủng một lỗ, hơn nữa nhìn qua không giống đang giả chết lắm, sao lại có cảm giác kỳ lạ này chứ? Tiểu Lục Vân, không đúng. Liễu Yên Nhi đi tới cạnh Lục Vân, nói với hắn cảm giác của mình. Hơn nữa khi nói như thế, Liễu Yên Nhi hình như còn cảm nhận được hơi thở rất kỳ lạ, khiến cô giật nảy mình. Mà không phải hình như, cô cảm nhận được rất rõ. Liễu Yên Nhi cực kỳ chắc chắn. Còn có chuyện như thế này sao? Lục Vân nghe xong cũng im lặng, hắn biết Liễu Yên Nhi không nói đùa. Trước đó Liễu Yên Nhi nhận ra bên ngoài có người đang theo dõi từ lâu, thực ra cũng nói lên một vài vấn đề. Có thể trong một vài tình huống đặc biệt, năng lực nhận biết của Liễu Yên Nhi nhạy cảm hơn nhiều so với Diệp Khuynh Thành, thậm chí là cả Lục Vân hắn. Cho nên, Lục Vân nhìn về phía thi thể của người đàn ông xa lạ.
hắn ta và những người tu luyện bình thường có gì khác nhau đớ? Lục Vân thu hồi càn khôn đan dương đỉnh, sau đó lật đi lại cơ thể của tên đàn ông, hy vọng có thể tìm ra chỗ nào khác bình thường trên người hắn ta. Rầm rầm. Lục Vân cầm lấy hai chân người đàn ông, không ngừng đập đi đập lại, cơ thể hắn ta đập xuống đất phát ra âm thanh rầm rầm. Sau đó Lục Vân còn lấy roi đánh lên thi thể. Cực kỳ tàn nhẫn. Ba cô gái không đành lòng nhìn tiếp, yên lặng nhắm hai mắt lại. Nhân loại đáng chết, chơi đủ chưa hả? Đúng lúc này, một tiếng gào đầy phẫn nộ đột nhiên phát ra. Ba cô gái hoảng sợ, vội vàng mở mắt ra, hoàn toàn không thấy bóng người nào, lúc này mới phản ứng được, âm thanh ban nãy phát ra từ trong thi thể kia. Á, thật sự có ma. Vương Băng Ngưng hoảng sợ hét lên một tiếng, xoay người chạy mất. Lục Vân thì quát to một tiếng, giả thần giả quỷ, không mau xuất hiện đi. Đồng thời, một lá bùa nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hắn. Đối phó với sát vật tà ác, đạo pháp của người tu đạo có hiệu quả hơn bất cứ phương pháp nào khác. Lục Vân cũng là người có kinh nghiệm. Vụt! Một luồng xương đen kỳ dị đột nhiên bay ra khỏi thi thể kia. U hồn tộc, con người Lục Vân rụt lại, đương nhiên hắn nhận ra thứ này. Đây là lần thứ ba hắn gặp u hồn tộc rồi. Trong làn xương đen, một gương mặt được hình thành, hình như còn hơi ngạc nhiên nói, ấy. Ngươi còn biết cả sự tồn tại của u hồn tộc ta, quả nhiên không đơn giản. Ta không cần biết ngươi là chủng tộc gì, chỉ muốn biết vì sao ngươi tới giết ta. Tuy rằng Lục Vân đã giao chiến với u hồn tộc hai lần, một lần là trên người Cố Kiến Minh Ba của Cố An Kỳ, một lần là trên người Tà Linh giáo chủ, nhưng chắc chắn không phải nguyên nhân khiến u hồn tộc này tìm tới mình. Hẳn là hắn còn làm chuyện gì đó phạm vào lợi ích của u hồn tộc nên mới bị đuổi giết. Chỉ là Lục Vân không nghĩ ra, hắn và lợi ích của u hồn tộc có vướng mắc với nhau lúc nào, cho nên hắn cần hỏi cho rõ. Thành thật khai báo đi. Vẻ mặt Lục Vân lạnh lùng, lá bùa màu xanh trước mặt đã ngưng tụ xong, có thể đối phó với con u hồn tộc này bất cứ lúc nào. Nhưng mà làn xương đen lại phì cười một tiếng, chút đạo pháp ấy mà muốn giữ ta lại à? Thiên Sát Vương, người đúng là ngây thơ, tộc nhân của chúng ta sẽ nhanh chóng tới tìm ngươi, cùng với cô gái này. Trên ngũ quan trừu tượng của con u hồn tộc này đột nhiên xuất hiện một nụ cười xót xa, đầu tiên là liếc nhìn Lục Vân một cái, sau đó là nhìn về phía Liễu Yên Nhi. Ánh mắt nó dừng lại tại Liễu Yên Nhi lâu hơn là Lục Vân. Rõ ràng là nó có hứng thú với Liễu Yên Nhi hơn, nhưng hình như lại có chú vui mừng ngoài ý muốn. Vẻ mặt Liễu Yên Nhi rất khó coi, cả người thấy khó chịu. Lục Vân cũng nhíu mày, thấy con u hồn tộc này muốn chạy trốn, lá bùa màu xanh trước mặt hắn lập tức bắn ra. Bốp! Trong làn xương đen giấy lên tia lửa, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt. Làn xương đen nháy mắt đã chui xuống đất, biến mất. Quả nhiên lại để nó chạy thoát. Lục Vân kêu lên đáng tiếc. Con u hồn tộc này mạnh hơn hai con trước kia hắn gặp. Đạo pháp của Lục Vân cũng coi như khá. Nhưng con u hồn tộc này không giống tà vật nên cũng không dễ đối phó như thế. Nếu có Sở Giao ở đây thì tốt rồi. Trong tay Sở Giao có một pháp bảo là siêu hồn linh, có tác dụng khắc chế u hồn tộc cực kỳ tốt. Nếu như cô ở đây chắc chắn sẽ không để món đồ chơi kia dễ dàng bỏ chạy. Đáng tiếc, có lẽ Sở Giao bị thiên diệu tử ảnh hưởng, không sống yên được một chỗ, về nhà chưa được bao lâu đã chạy tới chỗ nào đó rồi. Thật sự là cô vợ nhỏ xinh đẹp không chịu ngồi yên. Lục Vân thở dài một hơi, nhìn Liễu Yên Nhi nói, chị Yên Nhi, bây giờ chị còn cảm thấy kỳ lạ nữa không? Hết rồi, vừa nãy khi làn xương đen đó rời đi thì không còn cảm giác đó nữa. Liễu Yên Nhi đáp lời. Lục Vân trầm ngâm nói, quả nhiên chị Yên Nhi có năng lực nhận biết đặc thù với u hồn tộc, xem ra chị Yên Nhi cũng không đơn giản. Lục Vân lại đau đầu. Thật sự muốn túm lão sư phụ không đứng đắn kia của mình lại đập cho một trận. Sau đó ép hỏi ông ấy rốt cuộc là trộm được bảy chị gái này của mình từ đâu, sao người này còn mạnh hơn người kia. Thiên phú tu luyện kinh khủng của các chị thì khỏi nói rồi. Quá đáng hơn chính là, bên trong đan điền của chị Thanh Đàn còn phong ấn một thanh đế huyền hỏa đỉnh, đây là chuyện trước nay Lục Vân chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ hay rồi, lại có một chị Yên Nhi có thể cảm nhận được sự tồn tại của u hồn tộc nữa. Phải biết rằng ngay cả bản thân Lục Vân cũng không phát hiện được khí thức của u hồn tộc, huyền chân nhãn làm chuyện gì cũng thuận lợi của hắn cũng không có tác dụng gì với u hồn tộc. Vừa nãy nếu không phải Liễu Yên Nhi vẫn nói có gì không đúng,
sợ là Lục Vân cũng không phát hiện ra trong thi thể của tên đàn ông kia lại còn có một con u hồn tộc nữa. Chủ yếu là vì con u hồn tộc này cũng khống chế hơi thở, muốn nhân lúc Lục Vân không để ý sẽ lặng lẽ chui xuống đất trốn, không giống hai con trước kia, ký chủ còn chưa chết chúng đã lộ ra ngoài. Có lẽ con u hồn tộc này cũng cảm thấy dù lực lượng của nó còn bám trên người đàn ông kia cũng không phải đối thủ của Lục Vân nên định lặng lẽ rời đi, để không bị bại lộ. Cùng lắm thì nó tìm một ký chủ khác là được. Chỉ là không ngờ rằng Liễu Yên Nhi lại cảm giác được sự tồn tại của nó. Tiểu Lục Vân, con quỷ ban nãy em đuổi đi chưa? Lúc này, Vương Băng Ngưng đã quay lại, cẩn thận nhìn thi thể trên mặt đất, sợ sệt hỏi. Cô rất sợ lại gặp chuyện ma quái nữa. Lục Vân cạn lời, nói, nếu như ban nãy là quỷ còn dễ đối phó hơn một chút, đáng tiếc nó không phải quỷ, mà là một chủng tộc vượt quá hiểu biết của chúng ta, u hồn tộc. U hồn tộc, trên mặt Vương Băng Ngưng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lục Vân nói tiếp, tạm thời chị không cần hiểu nhiều, cứ coi nó như quỷ là được. Muốn giải thích rõ ràng thì hắn cũng không làm được, rốt cuộc u hồn tộc này có lai lịch gì, hắn cũng chỉ biết chúng nó tới từ giới Hành Sơn. Còn giới Hành Sơn ở đâu thì quỷ mới biết được. Lão già không đứng đắn Thiên Huyền Tử kia, lần nào hỏi chuyện ông ta cũng pha trò, 10 câu thì có đến 8 câu không đáng tin. Lục Vân cũng bất đắc dĩ lắm. Vương Băng Ngưng rụt cổ, nói, thấy chưa, chị đã nói là quỷ mà, u hồn tộc kia chắc chắn là kẻ địch của chúng ta đúng không? Lục Vân chần chừ một chút rồi gật đầu. Từ ba con u hồn tộc hắn tiếp xúc trước đó thì đúng là kẻ địch của nhân loại. Chúng nó coi nhân loại như ký chủ, điều khiển ý thức của nhân loại, chắc chắn không có ý đồ tốt. Lục Vân nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, nói, chị Khuynh Thành, trong khoảng thời gian này mọi người đừng ở lại biệt thự nữa, không phải chị Sáu nói đã mua rất nhiều nhà trong thành phố sao, mọi người đến một chỗ nào đó của chị ấy ở tạm đi, hoặc ở lại nhà họ Diệp cũng được. Chỗ này đã bị lộ, không còn an toàn nữa, không biết lúc nào u hồn tộc sẽ tìm tới. Giờ tới nơi khác. Tuy rằng không an toàn hoàn toàn, nhưng ít ra sẽ bớt nguy hiểm một chút. Diệp Khuynh Thành gật đầu nói, chị hiểu ý em. Tiếp theo, Lục Vân nhìn Liễu Yên Nhi, do dự một chút, nói, chị Yên Nhi, ngày mai chị đi theo em đến Võ Minh ở thủ đô đi. Đến Võ Minh ở thủ đô, Liễu Yên Nhi kinh ngạc hỏi, đến đó làm gì, chị và Võ Minh không liên quan gì cả. Chị Yên Nhi, chị còn nhớ trước kia chị nói với em. Trong ký ức của chị có một phần ấn tượng về ám ảnh các không, thực ra trước kia nó chính là thế lực ngầm của Võ Minh. Cái gì? Lời Lục Vân nói khiến cả ba cô gái đều thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Sau khi trở thành người tu luyện, Liễu Yên Nhi đã nói thẳng với các chị em, cô từng gia nhập vào ám ảnh các, cho nên bọn họ đều biết ám ảnh các là một tổ chức sát thủ. Còn Võ Minh đại diện cho chính nghĩa. Hai tổ chức này không ngờ lại cấu kết với nhau. Đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Quan trọng là mấy cô gái vẫn còn suy nghĩ rất đơn giản, không thể hiểu được rằng chính nghĩa và bóng tối không chỉ có quan hệ đối lập với nhau mà còn có một cách dung hòa khác, trợ giúp và sống dựa vào nhau. Ba cô gái đều rất kinh ngạc, Lục Vân vừa cười vừa nói thêm một câu, chỉ là chuyện trước đây thôi, hiện giờ có lẽ đám người Võ Minh đó cũng không dám chơi kiểu thế nữa đâu. Sở phán quyết của Võ Minh thành lập ra chí ít cũng khiến cho những thứ mục nát đó không lan tràn ra nữa. Chờ đã. Sở phán quyết Võ Minh. Lục Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì? Sở phán quyết Võ Minh. Lục Vân nhỏ giọng lặp lại một lần nữa. Trong khoảng thời gian gần đây, hành động của hắn không nhiều, quen biết các chị là một việc, nhưng chuyện này không liên quan chút nào đến u hồn tộc. Chuyện thứ hai là đánh tan liên minh thí thần. Nhưng từ lời nói của con u hồn tộc kia có thể thấy đây cũng không phải nguyên nhân ảnh hưởng tới lợi ích của chúng nó. Bởi vì con u hồn tộc kia coi đám người liên minh thí thần như tôm tép mà thôi, cực kỳ khinh thường, nên đây cũng không phải lý do. Vậy cũng chỉ còn lại một khả năng là sở phán quyết Võ Minh. Mà đối tượng mà sở phán quyết Võ Minh nhằm vào, cũng động tới lợi ích của Võ Minh, nói cách khác. Lục Vân cười lạnh nói. Xem ra Võ Minh tại Long Quốc chúng ta còn phức tạp hơn em tưởng. Hắn chợt nhớ trước kia Khâu Ngọc Đường đã nói, hơn 20 năm trước, lão các chủ Liễu Kình Thiên của ám ảnh các không chỉ có thực lực bí ẩn, mà thân phận lại càng thần bí hơn. Cho dù người trong ám ảnh các bọn họ cũng không biết quá nhiều về Liễu Kình Thiên. Nhưng một ngày nào đó, Liễu Kình Thiên đột nhiên bị thương nặng, sau đó ám ảnh các và Võ Minh xảy ra xích mích. Chính xác mà nói,
chắc là Liễu Kình Thiên và Minh Chủ Võ Minh lúc đó là Tiêu Vô Hải đã có mâu thuẫn, nên mới khiến ám ảnh các trở thành mục tiêu truy nã của Võ Minh. Nguyên nhân cụ thể gây ra xích mích của bọn họ, Không Ngọc Đường không biết rõ. Ông ấy chỉ biết là, cuối cùng Liễu Kình Thiên bị Tiêu Vô Hải gán cho thân phận kẻ bị truy nã để nhốt vào địa lao của Võ Minh. Tiêu Vô Hải. Lục Vân nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cuối cùng khóa được một cái tên. Hắn vốn định dẫn Liễu Hiên Nhi đi theo tới Võ Minh ở thủ đô trước, điều tra về manh mối của Liễu Kình Thiên, có lẽ rất có khả năng liên quan đến thân phận của Liễu Hiên Nhi. Trước đó Lục Vân nghĩ mình sẽ điều tra rõ tất cả trước, sau đó nói cho Liễu Hiên Nhi biết, nhưng U Hồn Tộc xuất hiện khiến hắn đổi quyết định. Liễu Hiên Nhi bị U Hồn Tộc theo dõi, chỉ có đi với mình mới là an toàn nhất. Hiện tại còn có thêm lý do khác. Đưa Liễu Hiên Nhi đi gặp Tiêu Vô Hải. Dựa vào năng lực nhận biết của cô mới có thể đoán được có phải Tiêu Vô Hải đã bị U Hồn Tộc bám vào người không. Về phần Vương Băng Ngưng sẽ đến Thư viện Vân Sơn thì không cần vội, sau này đi cũng không sao. Lục Vân nói lại chuyện của Liễu Kình Thiên cho Liễu Yên Nhi nghe. Cơ thể Liễu Yên Nhi run lên. Đương nhiên cô muốn điều tra rõ ràng về thân phận của mình, bằng không ban đầu cũng sẽ không vì một chút ký ức mà tham gia vào ám ảnh các. Sau đó cô phát hiện muốn dựa vào ám ảnh các để điều tra thực sự quá khó khăn, nên đành bỏ qua. Bây giờ nghe Lục Vân nói như vậy, trong lòng Liễu Yên Nhi lại dấy lên hy vọng. Tiếp đó Lục Vân lại nói ra suy đoán của mình với Tiêu Vô Hải. Liễu Yên Nhi gật đầu đồng ý, tuy rằng chị không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu Tiêu Vô Hải kia thật sự là U Hồn Tộc, chắc chắn chị sẽ cảm giác được. Cô đã nhớ kỹ cảm giác kỳ lạ nãy chỉ cần nó xuất hiện lại thì nhất định có thể nhận ra. Lục Vân nói, chúng ta cũng đừng chậm trễ nữa, mau chóng lên đường thôi. Xử lý xong thì thể người đàn ông, Lục Vân nói với Diệp Khuynh Thành và Vương Băng Ngưng, hai chị cũng mau rời khỏi biệt thự thôi. Ừ, bọn chị vào thành phố ở một thời gian rồi chờ em về. Diệp Khuynh Thành nói. Thư viện Vân Sơn, Côn Lôn. Chứ Cao Phong nắm chặt một khối mã não trong tay. Mã não vốn sáng trong suốt, chỉ có một chút màu đỏ máu ở giữa, nhưng bây giờ màu đỏ máu đó đã lan theo mấy cái khe thành từng tơ máu nhỏ. Đây là mã não bản mệnh, của con trai Chu Cao Phong, Chu Vũ. Mã não vỡ nghĩa là Chu Vũ đã chết. Mặt Chu Cao Phong tái xanh, trong mắt nồng nặc sát khí. Nếu như biết ai là người giết Chu Vũ, kẻ đó nhất định sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Gia chủ, Vương Dạo Trưởng tới. Lúc này một giống nói vang lên, Chu Cao Phong vội thu sát ý lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng, thấy một người tu đạo râu bạc đi tới. Vương đạo trưởng, làm phiền ngài khổ cực một chuyến. Chu Cao Phong khách khí đón người đó vào nhà họ Chu. Vương đạo trưởng vuốt râu nói, Chu gia chủ không cần khách khí như vậy, tôi và Chu lão tiên sinh là bạn cũ, chuyện của nhà các ông cũng là chuyện của bần đạo. Vậy làm phiền Vương đạo trưởng, Chu Cao Phong không lòng vòng. Giao luôn mã não vào tay ông ta, nói, đây là mã não của con trai tôi, mời đạo trưởng xem qua. Vương đạo trưởng gật đầu nói, cho tôi chút thời gian, nhất định có thể trả ra nơi quý công tử bị hại. Chu Cao Phong nói, tôi tin bản lĩnh của ngài. Nói xong ông ta không quấy rầy Vương đạo trưởng nữa, nặng nề đứng sang bên cạnh, yên lặng nhìn Vương đạo trưởng làm phép. Chu Cao Phong vốn muốn đến Đan Dương Tông, tìm người hỏi thử xem tốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng không lâu sau lại nghe đồn Lưu Lão Canh Tháp thu nhận một đệ tử chân truyền rất mạnh. Ngay cả ông chính nguyên của Quỷ Kiếm Tông muốn đến hỏi tội thay đồ đệ của mình cũng bị cái đầu bóng lưỡng kia đánh bại. Dù Chu Cao Phong muốn tự đi, có khi cũng không hỏi được đáp án gì. Vì vậy ông ta mời bạn cũ của ba là Vương Đạo Trưởng tới, với ma pháp của người này nhất định có thể tìm thấy nơi con trai ông ta bị hại qua mã não bản mệnh. Đạo pháp của Vương Đạo Trưởng quả thực rất cao cường. Chỉ lát sau đã tìm được manh mối, nhưng vẻ mặt ông ta không dễ nhìn cho lắm. Làm sao vậy? Chu Cao Phong cảm thấy không ổn, nặng nề hỏi. Vương đạo trưởng trần chờ chốc lát, vẻ mặt phức tạp nói, có một tình huống, tôi mong khi tôi nói ra thì Chu gia chủ sẽ không đau lòng. Mời Vương đạo trưởng nói. Vẻ mặt Chu Cao Phong càng nặng nề hơn, cảm giác khác thường trong lòng càng mãnh liệt. Vương đạo trưởng thở dài một hơi, nói. Vừa nãy tôi sử dụng tầm tung đạo pháp, quả thực điều tra được nơi mà quý công tử bị hại, chỉ là địa điểm này không cụ thể lắm. Chu Cao Phong hơi sững sờ, có ý gì? Ý là, có lẽ cả cơ thể của quý công tử cũng hai. V.
Vương đạo trưởng thở dài một hơi, không nói hết, nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng. Dù Chu Vũ chỉ còn một cái xương, Vương đạo trưởng cũng có thể tìm được vị trí cụ thể của hài cốt của hắn ta nhờ mã não bản mạng. Nhưng bây giờ nó lại rất mơ hồ. Địa điểm mơ hồ ấy là căn cứ vào một chút khí tức trước kia Chu Vũ để lại mà tìm ra. Điều này nghĩa là gì? Là Chu Vũ không chỉ bị giết, mà thi thể của hắn ta cũng bị hung thủ xử lý xong, không dư lại chút gì. Đáng chết, a! À. Vẻ mặt Chu Cao Phong dữ tợn, đau khổ gào thét lên. Thật sự không ngờ rằng con trai lão ta thậm chí chẳng còn nổi một cái xương. Tên hung thủ đáng chết. Chu Cao Phong nghĩ bầm thây vạn đoạn tên hung thủ kia đã tốt lắm rồi, lão ta muốn hung thủ sống không bằng chết. Cả nửa đời sau chịu đau khổ, bị hành hạ. Không chỉ thế, lão ta còn muốn tóm hết thân nhân bạn bè của hung thủ đến cùng nhau hưởng thụ cảm giác tuyệt vọng đó. Chu Cao Phong khàn giọng gầm thét, sát ý cuồn cuộn trên người bắt đầu khởi động. Ánh mắt Vương đạo trưởng run rẩy, nói. Chu gia chủ, bình tĩnh đã. Tôi biết bây giờ ông cực kỳ căm hận tên hung thủ kia, nhưng điều chúng ta cần làm bây giờ là xác định thân phận của hung thủ. Vương đạo trưởng nói vậy làm Chu Cao Phong tỉnh táo hơn một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói, Vương đạo trưởng chờ một lát. Lão ta nhanh chóng đi vào nhà, lúc quay ra, trong tay có thêm một đống mã não bản mạng đã vỡ vụn. Làm phiền Vương đạo trưởng lại đi tìm chủ nhân của khối mã não này. Ban đầu Chu Cao Phong phái một cao thủ kim đan kỳ âm thầm bảo vệ Chu Vũ, nhưng mã não bản mạng của tên cao thủ đó cũng nứt ra rồi. Không thành vấn đề. Vương đạo trưởng nhận mã não, lại thi pháp, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói, cũng vậy. Hiển nhiên, tên kim đan kỳ kia cũng không còn hài cốt. Vẻ mặt Chu Cao Phong u ám, tơ máu trong mắt dày đặc nhưng đã tỉnh táo hơn ban nãy nhiều. Đây là kết quả lão ta dự đoán được. Im lặng một lúc, Chu Cao Phong khàn giọng hỏi, Vương đạo trưởng, vị trí đại khái là ở đâu? Phía Nam Long Quốc, đại khái là ở vùng Giang Nam, cụ thể là thành phố nào thì xin thứ cho bần đạo bất lực. Vương đạo trưởng đã hết sức rồi, không trách ngài. Chu Cao Phong lắc đầu, sau đó lại im lặng đến đáng sợ, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Vương đạo trưởng thở dài một hơi, vỗ vai lão ta nói. Chu gia chủ nén bi thương, tôi tin rằng tên hung thủ kia sớm muộn cũng sẽ bị đem ra trước công lý. Nói xong ông ta rời đi. Cho dù ông ta còn ở đây cũng không giúp gì được cho Chu Cao Phong. Sau khi Vương đạo trưởng rời đi, Chu Cao Phong siết chặt mã não bản mạng của con trai trong tay. Một lúc lâu sau, Chu Cao Phong gọi một gã kim đan kỳ trong tộc tới, lạnh lẽo dặn dò. Cậu dẫn theo vài người kim đan kỳ khác, đến tỉnh Giang Nam điều tra từng thành phố một. Dù phải đào ba thước đất cũng phải moi được tên đó ra. Vâng. Trên mặt người đó lộ ra vẻ khó xử, nhưng vẫn đồng ý. Không có manh mối gì, chỉ biết một nơi là tỉnh Giang Nam, đâu dễ kiếm ra hung thủ như vậy. Tuy rằng diện tích tỉnh Giang Nam không lớn, nhưng muốn tìm được người chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nhìn vẻ mặt âm u của gia chủ, người kia cũng không dám cãi lời, không thể làm gì khác ngoài đồng ý, chờ đến tỉnh Giang Nam đi một vòng. Không tìm được thì tính sau. Chờ chút đã. Chu Cao Phong suy nghĩ một chút, quay vào thư phòng, lúc trở ra thì đưa cho tên kia một lá thư. Tầm khứ tín này là một món pháp khí, cậu cầm theo, trong vòng trăm dặm đổ lại, chỉ cần đối phương để lộ khí tức, tầm khí tín có thể lập tức bắt được. Việc cậu cần làm là ghi chép lại hành trình của người tu luyện kim đan kỳ này rồi quay về báo cáo cho tôi, đừng rút dây động rừng. Cao thủ mà Chu Cao Phong phái đi là kim đan sơ kỳ, cũng bị giết theo, chứng tỏ tu vi của đối phương ít nhất cũng trên kim đan sơ kỳ. Tốt nhất là nên ghi lại vị trí của mọi người, Chu Cao Phong sẽ chuẩn bị tự mình đi gặp bọn họ, sau đó tìm ra hung thủ sát hại con lão ta. Tôi hiểu, gia chủ. Người kia thầm thở dài một hơi. Nếu như chẳng cho cái gì, cứ thế bắt hắn đi tìm, thì chắc ngày tháng năm nào cũng không tìm được manh mối. Có tầm khí tín này thì dễ dàng hơn. Mặc dù không có cách nào để xác định thân phận của hung thủ, nhưng có thể bắt được khí tức của người tu luyện kim đan kỳ, bình thường họ đều che giấu bản thân. Nhưng chỉ cần họ để lộ ra chút khí tức, tầm khí tín vẫn có thể đánh dấu được họ, đồng thời trói chân lại. Bên ngoài vốn không có nhiều người tu luyện kim đan kỳ ẩn thân, phỏng chừng tìm cả tỉnh Giang Nam cũng tìm được cùng lắm là 2-3 người. Sau đó sẽ chọn ra hung thủ từ 2-3 người đó, cũng không phải việc gì khó.
Người của nhà họ Chu nhìn quyển sổ trong tay, lúc này trên bìa của nó đã xuất hiện vô số điểm đỏ chằng chịt. Độ sáng của điểm sáng không đồng nhất, đại diện cho tu vi cao thấp. Đại bộ phận là luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, mấy người hiếm có độ sáng rõ ràng nhất, nghĩa là kim đan kỳ của nhà họ Chu này. Gia chủ, tôi dẫn người tới Giang Nam. Người kia cầm tầm khí tín, vội vàng rời khỏi nhà họ Chu. Sát ý trên người Chu Cao Phong cũng không thể đè nén nữa, đập vỡ hết mọi thứ trên bàn cũng chưa đủ để hả giận. Chết tiệt! Võ Minh ở thủ đô. Nhà họ Tiêu. Tiêu Vô Hải bạc trăng đầu, còng lưng ngồi trước bàn đọc sách, bút lông sói chạm xuống giấy tuyên, đang chăm chú vẽ cái gì đó. Trên tờ giấy lớn là một bộ xương trắng khổng lồ. Vì sao biết nó khổng lồ? Bởi vì bộ xương đó nằm giữa các ngọn núi, đầu tựa Thương Sơn, tứ chi như sông dài, còn thân mình thì giống như những dãy núi bao quanh, nhấp nhô chập trùng. Bút trong tay Tiêu Vô Hải nhấn mạnh vào cánh tay trái của bộ xương, nét mực đậm, quệt một lần rồi một lần, gần như muốn thấm rách tờ giấy tuyên, và hoa ăn được khắc trên bàn. Cảm thấy bên ngoài thư phòng có một luồng hơi thở đang tới gần, Tiêu Vô Hải vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng cong khóe môi, hồn nghiệp. Giải quyết xong con kiến hôi thiên sát phương kia thì thuận tiện đế Võ Minh cân nhắc giải quyết nốt người của sở phán quyết đi, được rồi. Tiêu Vô Hải khựng lại một lúc mới nói tiếp, nếu như thiên sát điện không có chừng mực, dám đi tra chuyện này thì giải quyết nốt luôn đi, đỡ vướng chân vướng tay. Chàng trai ở bên cạnh đi vào thư phòng vẫn chưa trả lời. Tiêu Vô Hải nhíu mày, cuối cùng cũng để bút lông sói trong tay xuống, nhìn người tới, ánh mắt nghiêm túc lên. Sao ngươi lại đổi một cơ thể mới? Cơ thể trước đó không phải đã kim đan kỳ rồi sao? Tiêu Vô Hải nghi hoặc hỏi. Có chút chuyện nên nó bị phá hỏng rồi. Chàng trai nói. Bị hỏng, Tiêu Vô Hải khó hiểu, ai hủy? Lẽ nào bên cạnh thiên sát phương còn có một người tu luyện kim đan kỳ ư? Chàng trai lắc đầu, không phải, thân thể kia của ta bị thiên sát phương giết chết, thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta dự đoán. À! Tiêu Vô Hải hơi sửng sốt, bỗng cười nhạt, vốn tưởng chỉ là một con kiến có thể bóp chết luôn, không ngờ cũng có bản lĩnh, đúng là ngạc nhiên. Cường giả của thế giới này, càng mạnh lại càng ít thấy, mà những kẻ thích rêu rao ra đại đa số đều là gà mờ, si mê bới đống rác để tìm kiếm cảm giác hơn người. Thiên sát phương hay như vậy. Nếu không phải do hắn thành lập sở phán quyết để giám sát Võ Minh, làm vướng chân vướng tay thì Tiêu Vô Hải cũng không thèm phản ứng gì với hắn. Cậu hưởng thụ cảm giác hư vinh mà đám người thường mang lại, tôi mặc kệ, nhưng cậu không thể trêu vào tôi, nếu không cậu sẽ biết hành động trước đó của cậu ngu ngốc thế nào. Đây là suy nghĩ trước kia của Tiêu Vô Hải, nên ông ta mới phái hồn nghiệp đi giết thiên sát phương. Kết quả hồn nghiệp lại mang về cho ông ta một tin như thế. Thiên sát phương đã kim đan kỳ mà vẫn thích kiếm cảm giác được tung hô, điều đó nằm ngoài dự đoán của Tiêu Vô Hải. Tuy rằng ta không thể giết thiên sát phương nhưng có thu hoạch bất ngờ, hơn 20 năm trước, cô gái mà hồn trường thánh để sổng mất, ta tìm thấy rồi. Tiêu Vô Hải giật mình, cái người thuộc linh hồ tộc kia. Đúng, chàng trai gật đầu. Tiêu Vô Hải nhìn cánh tay trái của mình theo bản năng, lát sau ông ta thu lại tầm mắt, nói, tuy rằng hiện tại cô ta không tạo ra được sóng gió gì, chỉ là năng lực nhận biết của linh hồ tộc tương đối đặc biệt, tốt nhất là giết. Có thiên sát phương ở đó, ta không giết được, chàng trai lắc đầu nói. Thiên sát phương. Tiêu Vô Hải nheo mắt một cái, để lộ ánh mắt thâm thúy cực kỳ, cười lạnh nói, thực sự không ngờ một con kiến hôi như thế cứ luôn gây trở ngại cho chúng ta, xem ra tên này nhất định phải giết. Dầm. Lúc hai người đang nói chuyện, Tiêu Sách đột nhiên đi vào. Tiêu Vô Hải tối sầm mặt, quát lạnh. Qua lỗ máng, đi ra ngoài gõ cửa lần nữa rồi vào. Vừa nãy khi chàng trai kia đi vào, Tiêu Vô Hải cũng không phản ứng mạnh như thế, Tiêu Sách là con ông ta mà lại bị quát to. Tiêu Sách nào dám ý kiến, còn rời khỏi phòng sau đó gõ cửa, đợi Tiêu Vô Hải đồng ý mới dám vào lại thư phòng. Chuyện gì, Tiêu Vô Hải nặng nề hỏi. Tiêu Sách liếc nhìn chàng trai xa lạ kia trước, sau đó mới hơi e ngại nói với Tiêu Vô Hải, ba, là Vân Thiên Thần Quân tới Võ Minh, nói muốn gặp ba một lần. Thiên Sát Phương. Trong mắt Tiêu Vô Hải lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đang tìm thiên sát phương thì người ta tự tới cửa. Con ra ngoài trước, ba ra ngay, Tiêu Vô Hải nói. Tiêu Sách nhanh chóng rời khỏi. Tiêu Vô Hải nhìn hồn nghiệp, nói, trước tiên ngươi cứ núp đi đã, không nên để lộ khí tức, ta
ta sẽ đi gặp thiên sát phương kia. Hiểu rồi, hồn nghiệp nhanh chóng rời đi. Tiêu Vô Hải ra khỏi thư phòng, thấy Tiêu Sách có rúm người đứng ngoài đại sảnh, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, sau này trước khi vào thư phòng của ba, không cần biết tình hình gì, phải gõ cửa trước. Vâng, dù gì Tiêu Sách cũng là minh chủ hiện tại của Võ Minh, nhưng đối mặt với ba mình, ông ta vẫn chẳng khác gì một con chó. Đương nhiên ông ta tò mò thân phận của chàng trai lúc nãy, nhưng ông ta dám hỏi sao? Không dám. Đến Võ Minh, Tiêu Vô Hải lạnh lùng nói một câu, hai người lập tức đi tới Võ Minh, tới chỗ làm việc của Tiêu Sách thì thấy một nam một nữ ngồi ở đó. Chính là Lục Vân và Liễu Yên Nhi. Thần quân điện hạ, không biết ngài tới tìm tôi làm gì. Trạng thái hiện tại của Tiêu Vô Hải và ban nãy như hai người khác nhau, vẻ mặt tươi cười, dường như cực kỳ tôn kính Lục Vân. Lục Vân liếc nhìn ông ta, lạnh nhạt nói, Tiêu Vô Hải, tôi có chuyện muốn hỏi ông, hơn là chuyện hơn 20 năm trước của các chủ ám ảnh các Liễu Kình Thiên. Nói xong hắn cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Tiêu Vô Hải. Tiêu Vô Hải kinh ngạc hỏi, thần quân điện hạ, Liễu Kình Thiên đó là tội phạm truy nã nghiêm trọng của Võ Minh chúng tôi, cực kỳ hung ác, sao đột nhiên ngài lại cảm thấy hứng thú với hắn? Được rồi, đừng giả vờ trước mặt tôi, Khâu Ngọc Đường đã nói hết cho tôi biết từ lâu rồi. Trước đây ám ảnh các chính là thế lực ngầm mà nhà họ Tiêu các người tự bồi dưỡng ra. Lục Vân phì cười nói. Vẻ mặt Tiêu Vô Hải lập tức thay đổi. Vẻ mặt Tiêu Vô Hải nặng nề, hỏi dò, cho nên hôm nay thần quân điện hạ chuẩn bị tìm ông già này để hỏi tội ư. Trong lòng ông ta đã có sát ý, chẳng qua đây là Võ Minh, không tiện làm gì. Lục Vân xua tay nói, tôi không có chút hứng thú nào với mấy mối thù cũ của các người, tôi chỉ muốn hỏi ông một chút. Giờ Liễu Kình Thiên còn sống không? Còn, Tiêu Vô Hải im lặng chốc lát, gật đầu. Ông ấy ở đâu? Liễu Yên Nhi vội vàng hỏi. Liễu Kình Thiên này rất có thể có liên quan đến thân phận của cô ấy, nên mới sốt ruột như thế. Tiêu Vô Hải như có điều suy nghĩ, nhìn Liễu Yên Nhi một cái, hỏi, cô gái này là? Ông không cần biết là ai, chỉ cần nói cho chúng tôi giờ Liễu Kình Thiên ở đâu. Lục Vân lạnh lùng nói. Tiêu Vô Hải suy nghĩ một chút, nói, thực lực của Liễu Kình Thiên rất mạnh, địa lao không nhốt được ông ta nên tôi đã chuyển ông ta tới ngục giam Long Hồn từ lâu rồi. Ngục giam Long Hồn rồi. Đây là ngục giam chặt chẽ nhất Long Quốc, có thể bị áp giải vào ngục tù này không kẻ nào không phải kẻ cực kỳ hung ác, hơn nữa còn có thực lực cực kỳ mạnh. Tuy rằng Lục Vân không biết ngục giam Long Hồn, nhưng từ lời Tiêu Vô Hải nói, không khó để hiểu rằng ngục giam Long Hồn này chắc chắn cực kỳ nghiêm ngặt. Dẫn chúng tôi đi xem. Này, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, chỉ là ngục giam Long Hồn này không ở thủ đô, mà nằm trong một hải vực ở phía đông Long Quốc, là một ngục giam dưới biển sâu. Tiêu Vô Hải trả lời. Dưới biển sâu? Nếu như thần quân điện hạ thực sự muốn đi, tôi có thể đi cùng ngài một chuyến, chỉ là không nên kinh động quá nhiều người, vì ngục giam Long Hồn vẫn là một nơi bí ẩn. Được, Lục Vân gật đầu đồng ý. Dù thế nào thì cũng phải đến ngục giam Long Hồn này, có vài vấn đề phải hỏi thẳng mặt Liễu Kình Thiên, nếu không mãi mãi không lấy được đáp án. Chúng ta khởi hành lúc nào? Tiêu Vô Hải hỏi. Lục Vân suy nghĩ một chút, lắc đầu, một lúc nữa đi, tôi muốn đến địa lao của các ông, gặp một người. Ai? Doãn Phái. Trước khi Lục Vân đến Võ Minh tìm Tiêu Sách đã tới nhà họ Doãn trước, Doãn Thu Thủy nói vì Doãn Phái thấy hổ thẹn nên mãi không chịu rời địa lao. Lục Vân quyết định đi gặp người ta một lần. Không phải hắn muốn khuyên Doãn Phái, chỉ muốn gặp một lần mà thôi. Tính ra Lục Vân còn chưa thật sự nói một câu nào với Doãn Phái. Tuy rằng Tiêu Vô Hải nghi ngờ tại sao Lục Vân đột nhiên muốn đi gặp Doãn Phái nhưng cũng không hỏi nhiều, chủ yếu là vì ông ta không thấy hứng thú. Tiêu Sách, con đi cùng thần quân điện hạ xuống địa lao đi. Tiêu Vô Hải nói. Vâng, ba. Tiêu Sách dẫn hai người rời khỏi phòng khách. Đến địa lao của Võ Minh trước. Ánh mắt Tiêu Vô Hải thâm sâu, nhìn chằm chằm bóng dáng Liễu Yên Nhi, nở một nụ cười nhạt. Các người đã tới cửa vậy thì cùng nhau xuống Hoàng Tuyền làm bạn đi. Sao ông ta không nhìn ra được, cô gái đi theo Thiên Sát Vương rất có khả năng chính là người của Linh Hồ Tộc mà Hồn Nghiệp nói. Bằng không cũng sẽ không để ý đến Liễu Kình Thiên như thế. Trên đường tới địa lao, Lục Vân không hề e dè Tiêu Sách, hỏi thẳng Liễu Yên Nhi. Sao rồi, cảm giác được không? Đương nhiên Liễu Yên Nhi hiểu lời hắn hỏi,
lắc đầu nói, không có. Vừa nãy cô không phát hiện ra khí thức của u hồn tộc trên người Tiêu Vô Hải. Lục Vân nhíu mày, không có gì lạ, chẳng lẽ trước đó mình đoán sai. Vừa nãy khi đến Võ Minh, Lục Vân đã nhắc Liễu Yên Nhi để ý hơn một chút. Trên người Tiêu Sách, Liễu Yên Nhi không cảm nhận được khí thức của u hồn tộc, như vậy chỉ có thể là Tiêu Vô Hải mà thôi, nhưng sau khi gặp rồi Liễu Yên Nhi vẫn không thấy có gì lạ. Quá kỳ lạ! Đây là người có hiểm nghi lớn nhất trong phán đoán của Lục Vân. Sao lại không phải Tiêu Vô Hải được? Lục Vân cực kỳ khó hiểu. Tiêu Sách đi cùng không hiểu hai người đang nói gì, hỏi, thần quân điện hạ cảm thấy có gì lạ sao? Không có gì, chúng ta đến địa lao đi. Lục Vân bình tĩnh nói. Tiêu Sách không dám hỏi nhiều, nhanh chóng dẫn hai người tới nơi. Để các thủ vệ đi hết đi, tôi nói chuyện riêng với Doãn Phái một lúc. Quan hệ giữa Lục Vân và Doãn Phái không có mấy ai biết, Tiêu Sách cũng rất tò mò nhưng ông ta không dám làm trái lời Lục Vân, nhanh chóng bảo các thủ vệ lui hết. Tiêu Sách cũng thức thời rời đi. Liễu Yên Nhi trừng mắt hỏi, chỉ có cần đi luôn không? Người một nhà thì tránh làm gì? Tin tưởng bà đây thế cơ à? Đôi mắt hồ ly hẹp dài của Liễu Yên Nhi nhìn chằm chằm vào Lục Vân, rồi hé miệng cười, bỏ đi, chị ra cửa đợi em. Tuy rằng tiểu Lục Vân không ngại cô ở cạnh, nhưng Liễu Yên Nhi cảm thấy mình vẫn nên hiểu chuyện một chút. Lục Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không phải chuyện gì quá riêng tư, chỉ là muốn tới hỏi thăm Doãn Phái một chút mà thôi, chẳng cần tránh đi. Chỉ là nếu Liễu Yên Nhi đã đi thì Lục Vân cũng lười gọi cô về. Căn cứ vào tin tức mà Tiêu Sách cung cấp, Lục Vân đi thẳng qua cái hành lang tối om, tới phòng giam chữ giáp, thấy bóng dáng tiểu tụy bên trong, không nhịn được mà thốt ra. Ông ngoại, Lục Vân đã nghe được tình hình của Doãn Phái từ miệng dì nhỏ Doãn Thu Thủy của mình, biết ông ngoại này của mình tuy trước đây làm nhiều chuyện hồ đồ nhưng biết ăn năn hối hận từ lâu rồi. Hơn nữa trước đây ông ấy bị thù hận làm mê muội đầu óc cũng vì quá yêu con gái của mình, chính là mẹ của Lục Vân. Lục Vân thật sự không hận nổi ông ấy. Lúc này, nhìn người từng là đại hộ pháp của Võ Minh đã thê thảm tới mức này, Lục Vân vẫn không nhịn được mà cay cay sống mũi. Trong phòng giam, Doãn Phái nghe thấy xưng hô này, cơ thể già nua run lên bần bật, giọng nói cũng run rẩy theo, thần quân điện hạ, Doãn Phái là tội nhân, không nhận nổi tiếng ông ngoại này của ngài. Doãn Phái vốn rất hổ thẹn với Lục Vân, lúc này nghe hắn gọi mình là ông ngoại lại càng xấu hổ hơn. Những năm qua ông ấy đâu có chút trách nhiệm nào của một ông ngoại. Không chỉ không hoàn thành trách nhiệm, ông ấy còn phái người đi giết Lục Vân, quả thực là quá hồ đồ. Trong khoảng thời gian ở lại địa lao sám hối, mỗi lần nhớ lại những việc ngu xuẩn trước đây bản thân đã làm, Doãn Phái sẽ không nhịn được mà kéo tai mình. Cho nên tiếng ông ngoại này của Lục Vân khiến Doãn Phái cảm giác mình không xứng. Trong lòng Lục Vân chua xót, nhưng nhất thời không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể nói, cháu sẽ tìm ra Dương Thiên Đạo, cho người ta một câu trả lời. Dù độc ác tới đâu cũng sẽ không ra tay với con gái mình yêu thương. Lần trước, sau khi Lục Vân biết chân tướng chuyện này, đã sai ám bộ phải tìm được một người tên Dương Thiên Đạo, sau đó đưa ảnh chụp của họ đến trước mặt Doãn Thu Thủy. Đáng tiếc không tìm ra ai. Nhưng Lục Vân không từ bỏ, hắn có cảm giác mình nhất định có thể tìm thấy người đàn ông kia, ngay trước mặt ông ta hỏi tại sao lại độc ác như thế. Nói chuyện với Doãn Phái mấy câu, Lục Vân xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, giọng nói đầy tang thương của Doãn Phái đột nhiên vang lên, Lục Vân. Cháu có biết trước kia vì sao ông ghét ba cháu như vậy, kiên quyết không cho Thu Như yêu người ta không? Lúc này không gọi Lục Vân là thần quân điện hạ nữa, ông ấy gọi thẳng tên hắn. Lục Vân khựng lại, xoay người nhìn ông. Doãn Phái thở dài một hơi, nói, ông thương Thu Như như vậy, chỉ cần là người đàn ông mà con bé thích, một người làm cha như ông sao lại đành lòng chia rẽ được? Vậy tại sao, Lục Vân muốn nói lại thôi? Tuy rằng ông đã nói như thế nhưng ông cũng đã làm vậy rồi mà, nếu không có ông phản đối thì có lẽ mẹ cháu đã không chết. Những lời này Lục Vân không nói, hắn biết Doãn Phái vẫn đang tự trách. Là vì, ông tận mắt thấy Dương Thiên Đạo, cũng chính là ba cháu, hút khô một người, lần đó ông cảm nhận được sát khí ngập trời, cực kỳ kinh khủng. Ông nghi rằng Dương Thiên Đạo là một người tu luyện tà công, không phải hoài nghi nữa, mà chắc chắn. Bởi vì ông chưa từng cảm nhận được ở trên người ai có sát khí khủng khiếp như thế. Ông nói tin này cho Thu Như biết,
để con bé cách xa Dương Thiên Đạo một chút, nhưng Thu Như lại không tin, còn tưởng ông làm vậy là lấy cớ để chia rẽ chúng nó. Chuyện này nói ra cũng lạ, ngoại trừ cái lần Dương Thiên Đạo bị lộ ra trước mặt ông, những lúc khác đều rất bình thường, trên người không có gì đặc trưng của người tu luyện tà công. Cho nên không thể trách Thu Như không tin ông chỉ hối hận lần đó ông không giữ lại chứng cứ. Ban đầu ông chỉ biết nếu Thu Như tiếp tục ở lại bên cạnh tên tu luyện tà công kia, nhất định sẽ không có kết quả tốt, ai ngờ đúng như ông nghĩ. Doãn Phái vừa nói vừa đau khổ ngồi xổm trên đất, ôm đầu khóc lớn lên. Chuyện năm đó, ông ấy thật sự không muốn chia rẽ Uyên Ương, chỉ không muốn con gái mình rơi vào vực thẳm mà thôi. Thế nhưng, kết quả không thể thay đổi. Doãn Thu Như vẫn phải chết, hơn nữa còn giống như Doãn Phái đoán, chết trong tay Dương Thiên Đạo. Gã ta chính là kẻ tu luyện tà công đấy, khi đã phát điên rồi bọn chúng sẽ không khống chế được bản thân nữa, người chịu khổ chính là người ở cạnh bọn chúng. Đây là số phận không thể tránh khỏi. Bọn chúng nhanh chóng nhận được sức mạnh cường đại, nhưng cũng xác định phải bỏ ra một cái giá đắt. Mà cái giá đó chính là mất đi nhân tính. Đây là lý do vì sao sẽ có một câu nói, người tu ma, sẽ bị trời phạt. Cũng không phải là không có lý. Dương Thiên Đạo tu luyện gà công, cũng là kẻ tu ma trong giới tu luyện, Doãn Phái chỉ nói cho một mình Doãn Thu Như, mong con gái sẽ cách xa Dương Thiên Đạo ra một chút. Nhưng Doãn Thu Như không tin. Sau khi Doãn Thu Như chết, Doãn Phái không cho bất kỳ kẻ nào nhắc tới chuyện này, bao gồm con gái Doãn Thu Thủy, ông cũng gạt đi không nói. Bởi vì nếu Doãn Thu Thủy biết, nhất định sẽ ngăn cản Doãn Phái điều tra về Dương Thiên Đạo. Người tu ma chính là tồn tại khiến chính đạo kiêng dè, Doãn Phái chỉ là một võ giả, sao có thể là đối thủ của Dương Thiên Đạo. Cho nên nếu Doãn Thu Thủy biết chuyện này, chắc chắn sẽ ý thức được ba mình tìm Dương Thiên Đạo để đánh một trận, kết quả cuối cùng rất có thể ông sẽ chết theo con gái. Đúng là ban đầu Doãn Phái có suy nghĩ này, dù không báo được thù, ông cũng đã chút giận thay con gái. Đáng tiếc, vẫn chưa tìm được Dương Thiên Đạo. Ngược lại có tin tức về Lục Vân, cho nên mới có vụ ám sát Lục Vân như thế. Sau khi nói xong, Doãn Phái ôm đầu khóc lóc. Lục Vân thì ngẩn người, trong lòng dậy sóng. Vừa nãy những triệu chứng mà Doãn Phái nhắc tới không phải cũng giống như hắn hiện tại sao? Công pháp và thể chất kỳ lạ. Rõ ràng trên người không có chút đặc điểm nào của người tu ma, nhưng đôi lúc cũng sẽ không khống chế được sát khí trong cơ thể, rất dễ khiến người khác hiểu lầm mình đang tu ma. Thì ra hiện tượng quái dị này của mình di truyền từ Dương Thiên Đạo. Lẽ nào Dương Thiên Đạo cũng tu luyện vô danh thần công? Không thể. Lục Vân càng hoang mang. Nếu như không có truyền thừa của Thanh Đế ý chí, Lục Vân nghe Doãn Phái miêu tả xong nhất định cũng sẽ nghĩ như ông ngoại, cho rằng Dương Thiên Đạo là người tu ma. Nhưng lần trước ở trong thế giới của bức họa ở Đan Dương Tháp, cái hư ảnh kia đã từng nói, bản thân mình không tự luyện ma công. Lục Vân nghĩ, một nhân vật kinh khủng như vậy không cần phải lừa gạt mình chuyện này. Cho nên Dương Thiên Đạo cũng giống mình, đều không phải người tu ma, nhưng thỉnh thoảng sẽ để lộ ra đặc điểm của người tu ma rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Lục Vân không thể ngờ chuyện ngày xưa máu chó như vậy, còn có một nguyên nhân như thế, trong nháy mắt hắn cảm thấy, về tình cảm có thể tha thứ cho DP. Không có người cha nào sẽ đồng ý gả con gái cho một kẻ tu ma. DP chẳng khác nào đang nhìn con gái mình từng bước đi về phía vực sâu mà lại bất lực. Cho nên ông ấy là một người đáng thương. Vậy DTD thì sao? Hình như Lục Vân cũng có thể cảm nhận được chút tâm trạng của DTD. Một người không thể khống chế được suy nghĩ của mình thực sự rất đáng sợ. Giống như khi Lục Vân đang cướp đoạt linh hỏa trong Đan Dương Tháp, phát ra một luồng lệ khí đáng sợ, cắt ngang Lâm Thanh Đàn đang lĩnh ngộ tâm pháp của Thanh Đế. Nhưng dù sao người cha DTD mà Lục Vân chưa từng gặp bao giờ đây đã giết một người thân của hắn, là sự thật không thể sửa đổi, cũng không thể tha thứ. Lúc Lục Vân rời khỏi địa lao võ minh, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Ban đầu hắn nghĩ vấn đề là ở mình, do vô danh thần công kia quá kỳ lạ, nhưng sau khi trải qua chuyện ở Đan Dương Tháp, cùng với cuộc trò chuyện với ông ngoại khi này, hắn phát hiện cũng không phải như thế. Có lẽ chẳng liên quan gì đến công pháp cả, là do huyết mạch. Luồng lệ khí kỳ lạ này toát ra từ trong xương cốt của Lục Vân. Cụ thể vì sao lại xuất hiện tình trạng như thế, thì cũng chỉ có thể tìm người cha kia của mình mới có được đáp án. Tiểu Lục Vân, em có tâm sự à? Liễu Hiên Nhi cảm thấy tâm trạng Lục Vân khác thường,
cẩn thận hỏi. Lục Vân lấy lại tinh thần, nhìn gương mặt xinh đẹp của Liễu Yên Nhi, lát sau lại thất thần. Nếu một ngày nào đó hắn cũng giống như DTD, không khống chế được tâm trạng, mà khi đó ở bên cạnh hắn còn có cô gái mà hắn yêu thương nhất. Lục Vân bấm mạnh vào tay mình một cái. Chắc chắn là không. Hắn chắc chắn có thể khống chế được, không tới mức đó. Nếu cảm thấy không ổn, hắn sẽ tình nguyện cách xa mấy chị gái của mình từ sớm, sẽ không để bọn họ thấy mình đau khổ, cũng không để bọn họ phải gánh chịu nguy hiểm gì. Chuyện ở Đan Dương Tháp hôm đó, là một ví dụ. Lục Vân đưa tay xoa xoa mặt Liễu Yên Nhi, cười nói, em không sao, bây giờ chúng ta đến ngục giam Long Hồn đi. Trong chớp mắt ấy Liễu Yên Nhi thấy được vẻ đau thương trong mắt hắn. Tiểu Lục Vân, dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ ở cạnh em. Liễu Yên Nhi thầm nghĩ. Ngục giam Long Hồn nằm ở một vùng biển sâu phía Đông Long Quốc, tuổi đời rất dài, nhưng không hề ảnh hưởng tới tính thần bí và kiên cố của nó. Ngục giam này do 9 cây long trụ khổng lồ dựng lên, mỗi một long trụ đều đối ứng với một lồng giam trận pháp từ xa xưa, Liễu Kình Thiên đã bị giam ở một trong đó. Đi qua đường hầm dưới biển, tới trước cửa vào ngục giam, Tiêu Vô Hải cười khổ nói, thần quân điện hạ, tôi sẽ không đi vào cùng ngài, ngài cũng biết tôi và Liễu Kình Thiên kia có thù oán, nhìn thấy ta, khó tránh khỏi ông ta sẽ không kích động. Lục Vân gật đầu, sau đó hắn còn hỏi thêm, tôi có thể hỏi trước kia ông và Liễu Kình Thiên có thù oán gì không? Này! Tiêu Vô Hải do dự một chút, mặt lộ vẻ khổ sở. Lục Vân nói, nếu ông không muốn nói thì thôi, lát nữa tôi tự vào hỏi Liễu Kình Thiên. Thần quân điện hạ hiểu lầm rồi, không phải tôi không muốn nói, mà trong đó dính tới vài vấn đề tới giờ tôi còn chưa hiểu rõ, không biết ngài đã nghe nói về U Hồn tộc chưa? U Hồn tộc, Lục Vân giả vờ vô cùng kinh ngạc. Tiêu Vô Hải cũng không nói ra, biết Lục Vân đang diễn trò nên ông ta cũng diễn theo. U Hồn tộc này là do tôi hỏi được từ chỗ Liễu Kình Thiên, cụ thể là tồn tại như thế nào tôi cũng không rõ lắm, điều duy nhất tôi biết là chủng tộc này có thể điều khiển ý thức con người. Liễu Kình Thiên bị U Hồn tộc điều khiển, trở nên cáu kỉnh cực kỳ, giết chóc thành tính, ban đầu cũng vì chuyện này mà tôi và ông ta có xích mích, cuối cùng vất vả lắm mới đem được ông ta tới ngục giam Long Hồn. Lát nữa mọi người vào thấy ông ta tốt nhất không nên tới gần cuối trận pháp, tôi lo rằng ông ta sẽ nổi điên làm mọi người bị thương. Tiêu Vô Hải vừa giải thích chuyện năm đó vừa nhắc nhở. Đương nhiên Lục Vân sẽ không hoàn toàn tin tưởng điều ông ta nói, bất cứ chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía, sau khi gặp Liễu Kình Thiên xong hắn mới xác định được chân tướng năm đó. Tiêu Vô Hải gọi một gã canh ngục tới dẫn đường cho hai người Lục Vân, còn ông ta ở lại bên ngoài. Thấy hai người vào trong ngục giam, Tiêu Vô Hải lập tức lóe qua, biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Lục Vân, chỉ cảm nhận được khí tức của U Hồn tộc. Càng tới gần lồng giam trận pháp, Liễu Yên Nhi lại càng cảm nhận được khí tức kỳ quái kia đang dao động, cô lo lắng. Đương nhiên cô không hy vọng Liễu Kình Thiên bị U Hồn tộc bám vào người, dù sao rất có thể người đó là người có quan hệ máu mủ với mình. Lục Vân cầm lấy tay Liễu Yên Nhi theo bản năng, giúp cô đỡ lo lắng. Cuối cùng hai người đi tới trước một lồng giam trận pháp. Ngục giam Long Hồn thiết kế tổng cộng 9 lồng giam trận pháp riêng biệt, mỗi lồng giam đều dùng chất liệu gỗ đặc biệt để xây dựng, bốn phía khắc đầy những phù văn cổ xưa. Cho dù là U Hồn tộc, dưới cấm chế phù văn này cũng khó mà chạy thoát được cái lồng giam này. Liễu Kình Thiên có người tới thăm. Kẻ canh ngục dùng gậy gõ một cái thật mạnh lên trụ lồng giam, hô to một tiếng với người bên trong. Sau đó bóng dáng gầy đến mức thành ra bọc xương trong lồng giam mở tối hơi giật mình. Giây sau, tiếng gào thét khàn khàn vang lên, cút. Người canh ngục cười khổ, người này vẫn luôn cáu kỉnh như thế, điện hạ không nên đến gần lồng giam quá, nguy hiểm. Tuy rằng người canh ngục đã nhận ra thanh niên đầu chọc trước mắt chính là Vân Thiên Thần Quân gần đây có thanh danh hiển hách ở Long Quốc, nhưng vẫn nhắc nhở thiện chí. Trước đây ông ta có một người đồng nghiệp tu vi tuyệt hảo. Khi đưa cơm cách lồng giam quá gần, không ngờ lại bị Liễu Kình Thiên túm lấy, bị bẻ luôn một cánh tay ngay tại chỗ. Đến cơ hội phản ứng cũng không có. Xem ra Liễu Kình Thiên này ở trong ngục giam Long Hồn đã trở thành kẻ điên rồi. Trong lòng sợ hãi, cho dù cách một cái lồng giam trận pháp cũng cực kỳ kiêng dè. Lục Vân biết được cai ngục đang sợ, lạnh nhạt nói, ra ngoài trước đi, Liễu Kình Thiên này không tổn thương tôi được. Vâng, cai ngục lập tức rời đi. Tên điên Liễu Kình Thiên này,
trên người có hơi thở hắc ám rất đè nén khiến người khác khó chịu, không muốn ở lại chút nào. Sau khi cai ngục rời đi, nơi này cũng yên lặng theo. Lục Vân nhìn chằm chằm bóng dáng trong lồng giam. Trong lồng giam trận pháp, ánh sáng rất ảm đạm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng toàn khung xương của Liễu Kình Thiên. Lục Vân mở huyền chân nhãn ra, một mặt là để nhìn rõ hơn chút, mặt khác là đang cố gắng xem con u hồn tộc ẩn trong cơ thể Liễu Kình Thiên. Kết quả không có gì đáng ngạc nhiên, hắn thất bại. Lục Vân không thể không thừa nhận, huyền chân nhãn của hắn không có tác dụng gì với u hồn tộc. Liễu Kình Thiên, tự giới thiệu một chút, tôi là Lục Vân, bọn họ gọi tôi là Vân Thiên Thần Quân, hoặc là Thiên Sát Vương. Lục Vân chủ động giới thiệu, phá vỡ im lặng, chỉ là bóng dáng trong lồng giam kia không có chút phản ứng nào. Hơn 20 năm trước, Liễu Kình Thiên đã bị giam giữ ở đây, khi đó Lục Vân có khi còn chưa sinh ra nên ông ta không biết cái tên Vân Thiên Thần Quân này. Hôm nay tôi đến đây để hỏi ông một vấn đề. Lục Vân nói tiếp. Liễu Kình Thiên vẫn không phản ứng chút nào. Là Tiêu Vô Hải nói cho tôi biết ông ở nơi này, cũng là ông ta dẫn chúng tôi tới. Tiêu Vô Hải. Trước đó Lục Vân nói gì cũng không được đáp lại, đến khi nói ra cái tên Tiêu Vô Hải, bóng dáng xấu xí trong lồng giam kia đột nhiên nhào ra. Rối bù, hai mắt toàn tơ máu. Trên gương mặt hốc hác dường như chỉ còn lớp da bao chặt lấy phần xương, giống như con dã thú đói cồn cào. Đồng thời một luồng khí âm u thối nát ập vào mặt. Liễu Kình Thiên vô cùng phẫn nộ vỗ một chưởng lên lồng giam, định chụp Lục Vân tới xé nát, chỉ là trong nháy mắt, ký hiệu cổ xưa trên lồng giam bắn ra một luồng sáng. Sau đó từng luồng điện lưu kinh khủng tỏa ra. Liễu Kình Thiên vội vàng rụt tay về, vẻ mặt cực kỳ thống khổ và kiêng dè. Lục Vân không hề nhúc nhích, quay đầu nhìn Lục Yên Nhi bên cạnh, hỏi, chị Yên Nhi, có nhớ ra gì không? Lúc này vẻ mặt Liễu Yên Nhi cực kỳ hoang mang. Trên người Liễu Kình Thiên có hơi thở khiến cô cực kỳ quen thuộc, nhưng cảm giác quen thuộc này không phải vì hai người có chung dòng máu. Liễu Yên Nhi nhìn chằm chằm vào Liễu Kình Thiên, hỏi, trước đây chúng ta có quen biết không? Chuyện khi còn bé, Liễu Yên Nhi không nhớ được rõ, giống như ký ức đã bị người ta phong ấn lại, chỉ có chút ấn tượng về ám ảnh các. Cho tới hôm nay khi nhìn thấy Liễu Kình Thiên, cảm giác quen thuộc bị vùi lấp sâu trong ký ức Liễu Yên Nhi mới bị đánh thức. Trực giác nói cho cô biết, Liễu Kình Thiên này chắc chắn có quan hệ gì đó với mình, nhưng loại quan hệ này không giống máu mủ tình thân, cho nên Liễu Yên Nhi mới hoang mang. Nghe thấy giọng của Liễu Yên Nhi, Liễu Kình Thiên quay phắt lại, dùng ánh mắt đầy tơ máu nhìn cô chằm chằm. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi bị giam vào ngục giam Long Hồn, ông ta cẩn thận nhìn kỹ một người. Một giây, hai giây. 3 giây. Trong hai mắt vốn tràn ngập vẻ điên cuồng và dữ tợn của Liễu Kình Thiên bỗng nhiên lóe lên chút mờ mịt. Lục Vân thấy thế, biết chuyện này không đơn giản, vì vậy lấy ra một tấm hình mà mình tìm được từ nơi nào đó ở nhà họ Ngô, giơ lên trước mặt Liễu Kình Thiên. Trong hình chính là Liễu Yên Nhi khi còn bé. Khí tức âm u thối nát bất chợt dao động kịch liệt. Ký ức của Liễu Kình Thiên như thủy triều điên cuồng ào ra, khiến cơ thể chỉ còn xương cốt của ông ta run lẩy bẩy. Điên cuồng trong mắt nhanh chóng biến mất. Bị nhốt hơn 20 năm, ông ta trải qua đủ kiểu hành hạ phi nhân tính, cũng từng thử vô số biện pháp, muốn thoát khỏi cơ thể này để đi ra ngoài. Nhưng lần nào cũng thất bại. Tuy rằng u hồn tộc có thể ký sinh trên cơ thể người, điều khiển ý thức con người nhưng cũng có giới hạn rất lớn. Sau khi vào cơ thể người, muốn rời đi, chỉ có khi ký chủ tử vong mới được. Có thể coi như đây là một dạng khế ước. U hồn tộc từ giới hành sơn tới. Mang theo cách thức tu luyện cường đại, cho nên những ký chủ bị u hồn tộc ký sinh, thực lực có thể tăng vọt trong thời gian ngắn. Rất nhiều ký chủ tình nguyện cho u hồn tộc ký sinh, từ đó nhận được sức mạnh cường đại. Bọn họ cho rằng đây là cơ duyên, nhưng không biết khi thời gian trôi qua, ý thức của bản thân họ sẽ bị u hồn tộc từ từ cắn nuốt, cuối cùng biến thành cái xác không hồn, trở thành con rối trong tay u hồn tộc. Liễu Kình Thiên đã bị như thế. Phải nói ông ta bây giờ không còn là Liễu Kình Thiên nữa, mà là một thi thể hoàn toàn bị u hồn tộc khống chế. Thi thể này và thi thể thật sự khác nhau ở chỗ, nó có bản năng tự bảo vệ, cho dù ý thức của ký chủ đã hoàn toàn bị cắn nuốt thì bản năng này vẫn tồn tại. Nói cách khác, u hồn tộc tuy có thể điều khiển cơ thể làm rất nhiều thứ, nhưng không thể tự sát được. Liễu Kình Thiên bị nhốt trong cơ thể này đã thử rất nhiều phương pháp tự sát, ví dụ như tuyệt thực,
nhưng mỗi khi đến giới hạn thì bản năng cầu sinh của thi thể sẽ bộc phát ra, hoàn toàn không bị khống chế. Liễu Kình Thiên cứ như vậy kéo dài hơi tàn mà sống, muốn chết cũng không thể, bị hành hạ lâu ngày, tính khí nóng nảy, ký ức cũng hỗn loạn kinh khủng. Tới lúc này, thấy Liễu Yên Nhi, nhìn tấm hình trong tay Lục Vân, đôi mắt phẫn đục của Liễu Kình Thiên mới khôi phục lại chút tỉnh táo. Cô là đứa bé của linh hồ tộc kia. Liễu Kình Thiên nhìn lại Liễu Yên Nhi một hồi lâu, đột nhiên cười khổ thốt ra một câu, vẻ mặt đầy thê lương. Linh hồ tộc, nghe thấy cái tên mới này, Lục Vân và Liễu Yên Nhi đều tỏ vẻ kinh ngạc. Nhất là Lục Vân, ánh mắt hắn cực kỳ phức tạp nhìn Liễu Yên Nhi. Khó trách gương mặt chị Yên Nhi lại có vẻ quyến rũ như thế, trên người cũng thường vô tình tỏa ra hơi thở mê hoặc người khác, thì ra là một con hồ ly tinh. Suýt nữa Lục Vân đã không nhịn được mà trêu Liễu Yên Nhi mấy câu, nhưng rõ ràng lúc này không thích hợp, nên hắn bỏ qua suy nghĩ này, nghiêm túc hỏi, tất cả chuyện này là sao? Liễu Kình Thiên từ từ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại nói, tên của ta là Hồn Trường Thánh, là người của U Hồn Tộc, ký sinh vào người này tên Liễu Kình Thiên, các ngươi cũng biết rồi, ta không giới thiệu nữa. Hơn 20 năm trước, giới hành sơn còn chưa đóng lại. Tứ đại hồn vương của U Hồn tộc dẫn theo một vài tộc nhân đi qua đó, tới thế giới này. Chúng tới đây vì nghe nói ở đây mai táng một thi thể. Thi thể của thần tộc. Thần tộc thời thượng cổ đã để lại một chủng tộc thần bí, thân thế khiếp người, chỉ cần trái tim bất diệt, dù cơ thể nát bấy cũng có thể hồi sinh. Chỉ là thứ này có khuyết điểm lớn, là không có đầu óc, điều này nghĩa là U Hồn tộc có thể dễ dàng khống chế ý thức của nó. Chính vì vậy thi thể thần tộc này trở thành cơ thể mà U Hồn tộc yêu ký sinh nhất. Ban đầu khi tứ đại hồn vương đi qua giới hành sơn, chính là để hồi sinh thi thể đó, sau đó ký sinh vào thi thể, biến nó trở thành cỗ máy giết chóc cường đại nhất. Hồn Trường Thánh chính là một trong tứ đại hồn vương, hơn nữa còn có thực lực mạnh nhất. Nó chọn Liễu Kình Thiên coi như một ký chủ. Sau khi trở thành các chủ ám ảnh các, tất cả hành động của Hồn Trường Thánh đều có võ minh của Long Quốc yểm trợ. Thuận lợi cực kỳ, cũng càng dễ dàng có thể thăm dò thi thể thần tộc kia. Chuyện này được tiến ảnh cực kỳ bí mật, ngay cả những người tu luyện trong Côn Lôn kia cũng không nhận ra được âm mưu này. Nhưng đến một ngày vẫn bị bại lộ. Người phát hiện ra chúng tồn tại lại là một nông dân. Lúc đó, U Hồn tộc phát hiện ra một cánh tay lớn trong ngọn núi sâu gần nhà nông dân đó, từ phần xương có thể đoán được là thi thể của thần tộc. Vì vậy U Hồn tộc liên tục ra vào núi sâu. Muốn trở cánh tay đó ra ngoài, để tránh gây náo loạn, công việc này chỉ có thể tiến hành một cách bí mật. Nhưng nông dân kia phát hiện ra, không phải cô ta thấy cánh tay đó mà là trong thời gian ấy, từ những người hay ra vào ngọn núi, cô ta có thể cảm nhận được khí tức kỳ lạ. Cô ta thấp thỏm bất an, những người này ra ra vào vào không biết đang làm gì, vì thế nên cô ta chọn gọi cảnh sát. Cảnh sát điều tra một lần, rồi nói với cô nông dân đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Đây là người của võ minh đang làm việc, công việc bí mật quan trọng, không nên để lộ. Cô nông dân không hiểu, vừa biết là người của võ minh, lập tức cung kính, cho dù cảm giác kỳ lạ trong lòng càng mãnh liệt cũng chỉ dành nén xuống. Khi đó còn chưa tồn tại thiên sáp điện, võ minh chính là tín ngưỡng to lớn nhất của Long Quốc. Cô ta chọn tin tưởng. Thế nhưng không lâu sau, tai nạn ập đến. U hồn tộc suy đoán nông dân này có thể là hậu duệ của linh hồ tộc. Vì chỉ có tộc này mới có năng lực nhận biết cường đại như vậy, cũng là chủng tộc duy nhất có thể nhận ra được sự tồn tại của U Hồn tộc khi tiếp xúc với chúng. Vì vậy thảm họa xảy ra. Lúc đó cô nông dân vừa sinh đứa con gái tiếp theo, một tên U Hồn tộc động lòng trắc ẩn, lặng lẽ đưa cô bé đi, lấy cho cô bé một cái tên Liễu Yên Nhi. U Hồn tộc động lòng trắc ẩn chính là Hồn Trường Thánh trong số tứ đại hồn vương, cũng chính là Liễu Kình Thiên. Hồn Trường Thánh lén nuôi cô bé vài ngày. Kết quả bất ngờ bị người khác phát hiện, vì thế Hồn Trường Thánh trở thành kẻ phản bội của U Hồn tộc, nhanh chóng bị Tâm Đại Hồn Vương hợp tác vây giết. Mặc dù Hồn Trường Thánh có thực lực mạnh nhất, cơ thể Liễu Kình Thiên mà nó ký sinh tăng thực lực nhanh nhất, nhưng cuối cùng vẫn không đánh lại được Tâm Đại Hồn Vương. Nó bị trọng thương. Thời điểm mấu chốt bỗng nhiên có một vị đạo nhân xuất hiện, đưa Liễu Yên Nhi đi, còn Hồn Trường Thánh bất hạnh bị bắt lại, giam trong ngục giam Long Hồn này. Hơn 20 năm qua đi, thần trí nó đã không còn tỉnh táo. Mãi tới hôm nay mới tỉnh táo một chút. Hồn Trường Thánh nói đến đây, Liễu Yên Nhi đã khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài, rơi lã chã. Lúc cô biết được tin về Liễu Kình Thiên từ miệng Lục Vân,
còn ảo tưởng rằng có thể đây là cha mình, cũng lo lắng ông ta bị u hồn tộc ký sinh. Nhưng sự thật còn tàn khốc hơn dự đoán của cô. Cha mẹ ruột của mình thì ra đã mất từ lâu, còn người đàn ông này là một trong những hung thủ giết chết họ. Sự thật như thế sao cô có thể chấp nhận nổi? Lục Vân nhìn cô đầy yêu thương, chỉ có thể cầm chặt tay Liễu Yên Nhi, thoải mái nói, chị Yên Nhi, thiện ác có báo, sớm muộn gì em cũng khiến u hồn tộc này trả cái giá đắt. Anh không hề ngần ngại nói thẳng trước mặt Hồn Trường Thánh. Hồn Trường Thánh cũng chỉ cười lạnh hai tiếng, nói, ha ha, thanh niên này, tuy rằng tôi không biết lai lịch cậu ra sao, nhưng u hồn tộc không dễ đối phó. Lục Vân không nói gì thêm, vẻ mặt lạnh lùng hơn vài phần. Bất kể u hồn tộc này khó đối phó bao nhiêu, chỉ cần chúng dám để chị Yên Nhi đau lòng, Lục Vân không ngại bắt chúng trả giá. Ngươi vừa nói, năm đó người khiến người trọng thương là Tam Đại Hồn Vương, cũng là chúng giảm ngươi trong ngục giam long hồn này, nghĩa là, Tiêu Vô Hải cũng là một hồn vương. Người giam giữ Liễu Kình Thiên là Tiêu Vô Hải, nên không khó để đoán ra điều này. Trong mắt Hồn Trường Thành đầy hận ý, nói, kẻ ký sinh trên người Tiêu Vô Hải kia là Hồn Cực, còn hai tên khác. Hồn Trường Thánh còn chưa nói xong, Lục Vân đang định hỏi tiếp vì sao Liễu Yên Nhi không cảm nhận được khí tức của u hồn tộc trên người ông ta thì đột nhiên một tiếng cười lạnh truyền tới. Ha ha, Hồn Trường Thánh, ngươi không cảm thấy hôm nay ngươi nói hơi nhiều sao? Một lão già ốm yếu đi tới, lưng còng, tóc hoa râm, cùng với nụ cười nham hiểm. Chính là Tiêu Vô Hải. Hoặc phải nói đó là một trong tứ đại hồn vương, Hồn Vô Cực. Đằng sau là một gã thanh niên xa lạ. Liễu Yên Nhi đã xử lý tâm trạng bi thương xong xuôi, ghé vào tay Lục Vân nói, tiểu Lục Vân, thanh niên sau lưng Tiêu Vô Hải kia chính là u hồn tộc ngày đó chúng ta gặp được ở nhà. Thanh niên xa lạ chính là Hồn Nghiệp. Liễu Yên Nhi có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc của nó, nhưng lại không cảm nhận được từ trên người Tiêu Vô Hải. Lục Vân gật đầu, tâm trạng của Hồn Trường Thánh đột nhiên kích động lạ thường, mãi mới tỉnh táo được đôi chút. Hai mắt lại đỏ như máu, thống hận cực kỳ nhìn chằm chằm vào Tiêu Vô Hải. Hồn Vô Cực, thả ta ra ngoài, bản vương muốn giết ngươi. Hồn Trường Thánh gào thét muốn nổ phổi, hai tay siết chặt lấy song sắt lồng giam, để mặc lực lượng từ phù văn cổ xưa xuyên vào cơ thể. Cạch cạch, cơ thể gầy rộc của Hồn Trường Thánh run rẩy kịch liệt, nhưng thống hận trong lòng nó lúc này còn kinh khủng hơn cơn đau mà cơ thể nó phải nhận. Hận thù ngập trời. Hồn Trường Thánh. Một kẻ phản bội u hồn tộc như ngươi, không chỉ một mình nuôi dưỡng dư nghiệt của linh hồ tộc, còn tiết lộ bí mật của tộc ta, ngươi chết vạn lần cũng không đủ rửa sạch tội. Hồn Vô Cực lạnh lùng nhìn Hồn Trường Thánh, trong mắt lóe ra sát ý kinh người. Nhưng lát sau nó đột nhiên cười lạnh một tiếng quái dị, quay đầu nói với thanh niên đằng sau, Hồn Nghiệp, đi tắt phủ văn trên lồng giam trận pháp đi. Hồn Nghiệp không hề thắc mắc, ra ngoài một chuyến. Lát sau có thể thấy ánh sáng từ phù văn cổ xưa khắc trên lồng giam Hồn Trường Thánh nhanh chóng phai nhạt. Hai tay Hồn Trường Thánh chộp lấy song sắt, không bị lực lượng của phù văn công kích nữa. Ha ha, Hồn Vô Cực, nhốt bản vương hơn 20 năm, cuối cùng ngươi cũng có gan quyết tử chiến với bản vương ư. Thứ khốn kiếp này. Trong tiếng gầm gừ của Hồn Trùng Thánh có vài phần chế giễu. Trong tứ đại hồn vương, nó có hồn lực mạnh nhất, còn Hồn Vô Cực lại yếu nhất. Nên ban đầu Hồn Trường Thánh rất coi thường nó. Đương nhiên nếu không phải cả Tam Đại Hồn Vương hợp tác thì một mình Hồn Vô Cực không phải đối thủ của Hồn Trường Thánh. Đây cũng là lý do Hồn Vô Cực chỉ dám giam giữ Hồn Trường Thánh trong ngục giam long hồn hơn 20 năm. Nghe Hồn Trường Thánh chào phúng, vẻ mặt Hồn Vô Cực khó coi hơn một chút. Lúc này, Hồn Trường Thánh đột nhiên nhìn về phía Lục Vân, nói, chàng trai, làm phiền ngươi giết ta. Giết ngươi. Lục Vân kinh ngạc. Hồn Trường Thánh gật đầu, ta bị nhốt trong cơ thể này, thực lực không phát huy ra được, chỉ có khi chủ nhân cơ thể này hoàn toàn tử vong, ta mới có thể thoát ra ngoài, đây là một nhược điểm của u hồn tộc ta. U hồn tộc có thể nhập vào cơ thể người, điều khiển ý thức con người, thủ đoạn ngụy trang cực tốt, nhưng khuyết điểm cũng cực kỳ rõ ràng. Trước khi cơ thể ký chủ hoàn toàn vô dụng, đó sẽ là một trói buộc của u hồn tộc. Hồn Trường Thánh ký sinh trên cơ thể Liễu Kình Thiên, hơn 20 năm trước lúc đánh nhau với Tam Đại Hồn Vương còn lại đã bị đánh tàn phế, đan điền bị đập nát, hơn nữa còn bị nhốt ở đây hơn 20 năm, đã tàn tạ từ lâu. Cho nên nó mới có vẻ ngoài như bộ xương bọc da. Hiện tại thân thể này đã là một ràng buộc của Hồn Trường Thánh, nó bị khóa trong đó,
không phát huy được thực lực nhưng cũng không chết được. Cho nên chỉ có thể xin Lục Vân giết nó. Nhưng Lục Vân lại cực kỳ nghi hoặc, quay đầu nhìn hồn nghiệp vừa quay về, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía hồn trường thánh, ý của ngươi là, u hồn tộc đã ký sinh rồi thì không thể tự sát. Đúng thế, hồn trường thánh gật đầu thừa nhận. Điều này khiến Lục Vân cực kỳ khó hiểu. Ngày đó khi hắn đánh nhau với hồn nghiệp, rõ ràng hồn nghiệp có thể tự bạo để thoát thân, sao hồn trường thánh lại nói không thể tự sát? Hồn trường thánh, suy nghĩ của ngươi quả nhiên vẫn dừng ở 20 năm trước. Lúc Lục Vân đang khó hiểu, hồn vô cực đột nhiên mở miệng cười lạnh. Ta có thể cho ngươi biết một sự thật tàn nhẫn, những cơ thể tu luyện yếu đuối của đám nhân loại này, chỉ cần luyện chế được thuần huyết của bọn chúng, dung hợp với kim đan, sau đó va chạm kịch liệt với hồn lực là có thể tự bạo được. Phương thức tự bạo như thế, dù ký chủ muốn sống cũng không kịp phản ứng mà ngăn lại được nữa. Ha ha, hồn trường thánh, ta thừa nhận hồn lực của ngươi trong số 4 người chúng ta là mạnh nhất, nhưng nghiên cứu về nhân loại của ngươi lại không thể bằng ta. Hồn vô cực nói chuyện, vẻ mặt đắc ý rõ ràng, tựa như đang phản kích lại sự chế nhạo trước kia của hồn trường thánh đối với nó. Chân tướng này đối với hồn trường thánh mà nói đúng là vô cùng tàn nhẫn. Khi đó cơ thể trọng thương này liên lụy tới nó rất nhiều, nếu nó biết có cách tự bạo như thế, chỉ cần thoát khỏi cơ thể này, với hồn lực cường đại của nó, đâu thể bị hồn vô cực bắt được. Đáng tiếc những chuyện này giờ đã muộn. Ban đầu nó bị trọng thương, tam đại hồn vương đã đánh nát đan điền, kim đan và thuần huyết đã không còn từ lâu, cho nên dù bây giờ biết cách này thì nó cũng không tự bạo được nữa, chỉ có thể dựa vào Lục Vân. Nghi ngờ trong lòng Lục Vân đã được giải đáp. Trong nháy mắt, một luồng khí sắc bén từ đầu ngón tay hắn bắn thẳng tới mi tâm hồn trường thánh. Nguyên chủ nhân của cơ thể tàn tạ mà hồn trường thánh đang chiếm cứ, cũng chính là Liễu Kình Thiên còn sót lại chút ý nghĩ muốn sống, theo bản năng muốn tránh khỏi công kích. Nhưng ông ta chỉ còn là một thanh gỗ mục, hơn nữa Lục Vân ra tay đột ngột, không thể tránh được. Khặc khặc, mi tâm Liễu Kình Thiên đột nhiên xuất hiện cái lỗ máu chừng ngón tay, ánh sáng trong mắt nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, một làn xương khổng lồ chưa từng thấy bay ra khỏi cơ thể của Liễu Kình Thiên. Chính là bản thể của hồn trường thánh. Trong làn xương đen có một gương mặt mơ hồ, nhìn Lục Vân nói, chàng trai, đa tạ, bản vương phải xé nát thứ rách nát hồn vô cực này. Ầm ầm, khí thế khiếp người bộc phát ra, dường như mọi linh hồn lúc này đều đang run sợ. Sau khi hồn trường thánh thoát khỏi cơ thể mục xuống, khí chất toàn thân nháy mắt đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì phù văn xung quanh lồng giam trận pháp bị tắt đi, hồn trường thánh có thể dễ dàng thoát ra khỏi đó, hóa thành một bóng ma khổng lồ, ép vào hồn vô cực. Linh hồn Lục Vân cũng run rẩy. Hồn trường thánh này không hổ là kẻ đứng đầu tứ đại hồn vương, cảm giác đè ép cực kỳ kinh khủng. Liễu Hiên Nhi thì đau đầu muốn nứt ra. Cảm giác chấn động từ sâu trong linh hồn thực sự khó mà chống đỡ nổi. May mắn ý niệm của Lục Vân cũng coi như chắc chắn. Có thể giúp Liễu Yên Nhi đỡ một phần ảnh hưởng, hơn nữa trên người Liễu Yên Nhi có pháp trận ý niệm, có thể giảm bớt chút đau đớn cho cô ấy. Đùng! Lúc này, cuộc chiến giữa hai hồn vương đã nổ ra. Hồn trường thánh thuần túy dùng hồn lực của bản thể để chiến đấu. Còn hồn vô cực thì điều khiển cơ thể của Tiêu Vô Hải, chân khí sôi sục, cùng với hồn lực của nó đan xen vào nhau, bộc phát ra lực lượng không hề tầm thường. Đùng đùng! Hồn lực điên cuồng tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt, cả tòa ngục giam Long Hồn toàn là xương đen, dường như cả thế giới đều bị rối loạn. Cai ngục ở ngục giam Long Hồn cách gần đó lập tức xuất huyết mà chết, cách xa hơn thì không dám tiến lên, cũng không biết bên trong có chuyện gì. Đây là công kích từ tận sâu trong linh hồn, người bình thường không biết nên phòng ngự thế nào, một khi bị ảnh hưởng sẽ hồn phi phách tán. Hồn vô cực, hơn 20 năm qua rồi, không ngờ ngươi vẫn vô dụng như thế. Hồn trường thánh bá đạo kinh người, một tiếng giống đầy khinh miệt vang lên, không hề do dự mà đánh thẳng vào hồn vô cực. Theo tiếng giống này của nó, hồn lực càng dao động kịch liệt hơn, làn xương đen như hạt nhân nổ mạnh, bắn ra bốn phía trong ngục giam, khiến ngục giam Long Hồn vốn chẳng có ánh mặt trời càng tối hơn. Cơ thể hồn vô cực run lên, sắc mặt tái nhợt đi một chút, tương phản với xương đen xung quanh. Hơn 20 năm qua, hồn trường thánh bị giam trong ngục giam. Hồn lực bị tiêu hao nhưng vẫn chiếm thế thượng phong, có thể thấy năm đó nó mạnh tới mức nào. Cùng là hồn vương nhưng có lẽ hai người như hồn vô cực cũng không phải đối thủ của hồn trường thánh.
khó trách trong lời nói của Hồn Trường Thánh luôn đầy vẻ khinh thường Hồn Vô Cực. Dầm dầm đùng. Hồn Trường Thánh liên tục ra tay, không hề dừng lại chút nào, ép Hồn Vô Cực luôn phải lùi về phía sau, dường như muốn trả hết thống khổ hơn 20 năm qua nó phải chịu lên người Hồn Vô Cực. Thử nghĩ xem, rõ ràng hồn lực mạnh hơn đối phương rất nhiều nhưng lại bị ràng buộc ở một nơi mục nát, lực lượng không sử dụng được, uất hận tới mức nào chứ? Hồn Trường Thánh nín nhịn hơn 20 năm, vào lúc được cởi bỏ ràng buộc, đã hoàn toàn bộc phát ra. Muốn điên bao nhiêu thì điên bấy nhiêu. Hồn nghiệp. Sắc mặt Hồn Vô Cực cực kỳ tệ, chắc chắn là không ngờ hơn 20 năm qua đi rồi mà hồn lực của Hồn Trường Thánh vẫn kinh khủng như vậy, vội vàng quay đầu gào lên với Hồn nghiệp. Hồn nghiệp biết rõ dụng ý của Hồn Vô Cực khi gọi tên nó, nhưng nó không hề do dự mà bước lên trước, gia nhập cuộc chiến. Trong chớp mắt khi Hồn nghiệp gia nhập, một lực lượng bóng tối đáng sợ ập tới, giống như gió lốc gào thét, nháy mắt xé nát cơ thể nó. Bản thể của Hồn nghiệp cũng lộ ra. Phù. Hồn Vô Cực đưa tay chộp lấy, Hồn nghiệp rơi vào tay nó. Có thể trở thành một phần của Hồn Vương Hồn Vô Cực, là vinh hạnh của Hồn nghiệp. Hồn nghiệp thét lên một tiếng, không ngần ngại chui vào cơ thể Tiêu Vô Hải, trong nháy mắt, Hồn Vô Cực đã cắn nuốt hết nó. Ong. Hồn lực của Hồn Vô Cực lập tức tăng vọt. Khí tức đến từ linh hồn càng áp lực hơn, càng kinh khủng hơn. Mặt của Hồn Trường Thánh bị bao phủ trong làn sương mờ, hơi dao động, hình như đang nhíu mày, nhưng ngay sau đó, một giọng nói kiêu ngạo phát ra, chậc, đúng là nuôi được một con chó ngoan, nhưng bằng vậy đã muốn đánh bại bản vương, thì ngây thơ quá. Dứt lời, trước mặt Hồn Trường Thánh xuất hiện một đóa sen trắng màu đen kỳ lạ, tản ra hơi thở nhiếp hồn đoạt phách. Hồn kỹ, U Hồn Quỷ Liên, hồn kỹ nổi tiếng của Hồn Trường Thánh. Trước kia khi ở trong cơ thể ấy, hồn kỹ của ta không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, gần như chỉ đủ đánh bị thương ba người các ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, sức mạnh thật sự của U Hồn Quỷ Liên của ta. Hồn Trường Thánh kiêu ngạo gào lên, bá đạo cực kỳ. Trước kia khi chiến đấu với Tam Đại Hồn Vương, tuy rằng cuối cùng bản thân bị trọng thương và bị bắt lại nhưng Tam Đại Hồn Vương cũng không được thoải mái. Đều bị thương dưới hồn kỹ của nó. Mà đó là khi hồn kỹ còn bị giới hạn. Hiện giờ, Hồn Trường Thánh đã hoàn toàn thoát khỏi ký chủ, sức mạnh của hồn kỹ cuối cùng cũng hoàn toàn có thể bộc phát ra. Đóa hoa sen đen quái dị trước mặt nó trong thời gian ngắn hấp thu xương đen bốn phía, cũng chính là hồn lực của Hồn Trường Thánh. Sau đó đột nhiên nở rộ. Đùng! Lực lượng hồn lực khủng khiếp bộc phát. Còn Hồn Vô Cực lại đang ở trung tâm của sức mạnh linh hồn này. Cơ thể run rẩy không ngừng, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, hai con ngươi chấn động. Ha ha, Hồn Trường Thánh. Nhưng dưới hồn kỹ có uy lực kinh khủng như thế, tuy rằng cơ thể Hồn Vô Cực giang run rẩy, cơ thịt trên mặt đang vặn vẹo kịch liệt, nhưng nó lại đang cười. Cười đến quái dị, đầy dữ tợn. Hồn Trường Thánh, ngươi có biết vì sao ta bảo hồn nghiệp đi tắt phù văn cổ xưa không? Biết rõ hồn lực của ngươi mạnh thế nào mà còn thả ngươi ra, ngươi nghĩ là vì sao chứ? Nụ cười của Hồn Vô Cực càng quái dị và rợn người hơn. Hồn Trường Thánh nhíu mày lại, bỗng có cảm giác bất thường, nhưng U Hồn Quỷ Liên của nó đã điên cuồng đánh vào Hồn Vô Cực rồi. Đúng lúc này, quần áo bọc lấy cánh tay trái của Hồn Vô Cực đột nhiên nổ tung, sau đó có thể thấy rất rõ điều đặc biệt trên cánh tay này. Hồn Vô Cực ký sinh trên cơ thể Tiêu Vô Hài, luôn bày ra dáng vẻ già nua yếu đuối, nhưng cánh tay này lại cường tráng mạnh mẽ. Thậm chí còn có ánh sáng màu trắng quấn quýt bên trên. Đây là... Hồn Trường Thánh hình như đã nhận ra điều gì, con người co rụt lại. Người lại dung hợp. Vẻ mặt Hồn Trường Thánh thay đổi ngay lập tức, đại khái đã đoán ra được cánh tay trái kia là như thế nào. Nó liều mạng muốn thu hồi U Hồn Quỷ Liên lại, nhưng Quỷ Liên đã được thả ra, chỉ có thể thu hồi hồn lực sau khi sức mạnh bên trong đóa hoa hoàn toàn bùng phát ra. Hồn Trường Thánh biết xong rồi. U Hồn Quỷ Liên vẫn dựa theo quỹ tích ban đầu mà đập vào người Hồn Vô Cực. Đáng tiếc nó chưa vỡ ra được, vì lúc mấu chốt, Hồn Vô Cực đã đưa cánh tay trái của nó ra, cản U Hồn Quỷ Liên lại. Không chỉ ngăn cản, trên cánh tay còn tỏa ra ánh sáng đen trắng, trước khi sức mạnh trong U Hồn Quỷ Liên bộc phát ra, chợt hình thành một cái miệng há to, nuốt đóa hoa sen vào. Ong! Cơ thể Hồn Trường Thánh run lên kịch liệt, bóng dáng đen kịt ban đầu nháy mắt đã trong suốt. Hơi thở uể oải hơn, không còn điên cuồng như trước. Đóa hoa sen đen ngưng tụ toàn bộ hồn lực của nó,
chỉ khi đóa hoa đó nổ tung rồi mới có thể thu hồi hồn ực về, đáng tiếc, đóa hoa chưa nổ đã bị cánh tay của hồn vô cực cắn nuốt. Cũng có nghĩa là, hồn lực của hồn trường thánh đã bị nuốt sạch, giống như ban nãy hồn vô cực nuốt hồn nghiệp. Ùm ục, hồn lực dao động trong cơ thể hồn vô cực, trong nháy mắt đã tăng lên gấp 3, kinh khủng đến mức trong cơ thể của nó phát ra tiếng ầm ầm như sấm nổ. Đây là tiếng sấm từ sâu trong linh hồn. Ha ha ha, hồn trường thánh, hiện tại ngươi đã biết vì sao ta muốn thả ngươi ra chưa? Hồn lực của ngươi là món đại bổ của ta, từ nay về sau, ta xem ai dám coi thường hồn vô cực ta. Hồn trường thánh là người đứng đầu tứ đại hồn vương, hiện tại hồn lực của nó đã bị hồn vô cực nuốt sạch, sau này hồn vô cực có thể đi ngang được luôn rồi. Hồn trường thánh, ngươi thua vì quá kiêu ngạo, hơn 20 năm trong lao ngục, ngươi đúng là chẳng tiến bộ chút nào, thật sự khinh thường ta như trước, dễ bắt nạt đúng không? Ánh mắt hồn vô cực dần trở nên đầy thương hại. Hồn trường thánh quá kiêu ngạo cho nên mới chủ quan như vậy, dồn hết hồn lực vào đóa hoa sen, tự dưng tặng cho hồn vô cực một món quà lớn. Ha ha ha, hồn vô cực cười lớn. Đúng lúc này, một ngọn lửa bùng lên, là Lục Vân ra tay. Ngón trỏ chỉ ra, linh hỏa xuất hiện, nháy mắt đã hóa thành một trường kiếm bằng lửa, đâm về phía hồn vô cực. Linh hỏa xẹt qua, thiêu đốt số hồn lực mà hồn vô cực phóng ra ngoài, phát ra âm thanh xèo xèo. Đồng thời còn có mùi cháy gai mũi. Linh hỏa, trên mặt hồn vô cực có vẻ kiêng kỵ, xương đen quanh thân nó lập tức thu lại. Lục Vân thấy vậy thì rất vui mừng, thì ra có thể dùng được thật. Trước kia hắn cho rằng đối phó với đám u hồn này, chỉ có đạo pháp là hữu dụng nhất, nhưng lần trước đụng phải hồn nghiệp lại thấy tác dụng không lớn lắm. Tuy rằng u hồn tộc có dáng vẻ như âm hồn, nhưng lại không phải âm hồn. Vì vậy Lục Vân đột nhiên nảy ra ý tưởng sử dụng linh hỏa để công kích, không ngờ hồn vô cực thật sự kiêng dè nó. Ai nói không tiêu diệt được u hồn tộc, hôm nay ông đây diệt nó luôn. Lục Vân tiếp tục sử dụng trường kiếm linh hỏa để công kích. Hồn trường thánh đã suy yếu đến mức gần như trong suốt lộ ra vẻ phức tạp, khóc không ra nước mắt. Cái thứ đầu bóng lưỡng này, trên người có linh hỏa sao lại không lấy ra sớm một chút chứ? Đây chắc chắn là khắc tinh của u hồn tộc. Chỉ có điều hồn trường thánh không hiểu, sao một người lại có thể mang theo linh hỏa trên người chứ? Nhìn dáng vẻ Lục Vân hiện tại, linh hỏa kia hình như bắn ra từ ngón trỏ của hắn, lẽ nào hắn cũng giống hồn vô cực, dung hợp được hài cốt của thần thi tộc. Cơ thể thần thi tộc rất mạnh, chỉ cần trái tim bất diệt là coi như không chết. Vì vậy mỗi bộ phận trên cơ thể nó, nhất là xương cốt đều cực kỳ đáng quý. Cánh tay trái của hồn vô cực chính là như thế. Đồng thời, thi hài của thi thần tộc che giấu được hơi thở của u hồn tộc rất hiệu quả, đây cũng là lý do Liễu Yên Nhi không thể cảm giác được hơi thở của u hồn tộc trên người Tiêu Vô Hải. Lại là thằng Thiên Sát Phương vướng chân vướng tay, hôm nay ngươi và hồn trường thánh cùng nhau mai táng dưới ngục giam long hồn này đi. Hồn vô cực cảm nhận được uy hiếp từ linh hỏa, hơi căm tức, rất sáng suốt thu hồi hết hồn lực vào cơ thể. Nó biết dù hồn lực có mạnh, đối mặt với linh hỏa cũng không thể phản kháng được. Đã vậy thì dùng cách của người tu luyện để đánh nhau đi. Xương đen xung quanh hoàn toàn biến mất, hồn vô cực điều khiển cánh tay trái của nó, đập mạnh ra ngoài, ánh sáng trắng lóe lên, thật sự ép linh hỏa lui ra được mấy phần. Lục Vân ngạc nhiên, đây là hài cốt của thần thi tộc ư. Quả nhiên không tầm thường. Nhìn ánh sáng trắng có thể đẩy lùi linh hỏa kia, Lục Vân cũng không ngờ được, chỉ là bây giờ hắn không suy nghĩ được gì nhiều, ánh mắt đột nhiên run lên. Thu hồi tất cả linh hỏa. Ngón trỏ của Lục Vân nháy mắt đã đỏ đến mức bỏng rát, bên ngoài ngón tay được một lớp lân giáp màu đỏ hồng mờ mờ bao phủ lên, chân khí hội tụ lại, hóa thành một ngón tay cực kỳ mạnh mẽ, đánh một chiêu ra. Bằng ngươi cũng dám hy vọng phá được cánh tay trái của ta. Nằm mơ. Hồn vô cực thấy Lục Vân dám dùng một ngón tay để nghênh chiến, phì cười một tiếng, thầm nghĩ Thiên Sát Phương này điên rồi. Vì thế, hồn vô cực không hề khách khí. Đánh một đấm ra ngoài. Đây là nắm đấm của thần thi tộc, dù là pháp bảo cũng sẽ bị nó đánh vỡ, huống chi một ngón tay nho nhỏ. Tuy rằng ngón tay đó rất lạ, nhưng không thể thay đổi kết quả nào hết. Dầm. Ngón tay của Lục Vân cuối cùng vẫn va chạm với nắm đấm của hồn vô cực, một sự thử nghiệm rất liều lĩnh, không biết có thành công được hay không. Trong chớp mắt tiếp theo, một luồng lực lượng kinh khủng bắn ra từ đầu ngón tay Lục Vân. Phượt. Lớp áo trên cánh tay Lục Vân bị nghiền nát,
đến cả cánh tay cũng đỏ bừng lên. Như thế vẫn chưa là gì cả, kinh khủng hơn là lực lượng kia vẫn không dừng lại mà xuyên qua cánh tay Lục Vân, đánh thẳng lên ngực hắn. Phụt! Lục phủ ngũ tạng của Lục Vân phút chốc như lệch hẳn vị trí với nhau. Lực lượng thật kinh khủng. Lục Vân phun ra một búng máu tươi, con người đen nhánh run bần bật. Ngón tay được dung hợp linh hỏa gần như có thể bộc phát ra lực lượng cực hạn của cơ thể hắn, nhưng đối mặt với cánh tay thần thi của hồn vô cực thì lại không có tác dụng. Một phần xương cốt thôi đã mạnh như vậy, nếu thật sự để u hồn tộc hồi sinh được thần thi tộc, thì sẽ kinh khủng cỡ nào. Sợ là Côn Lôn cũng sẽ bị nó đánh vỡ. Trong lòng Lục Vân có vẻ lo âu. Có lẽ là 5 năm chinh chiến khiến Lục Vân không giống những kẻ đi tu luyện khác chỉ lo lợi ích của bản thân. Từ lâu hắn đã rất quan tâm đến tình hình quốc gia rồi. Danh xưng cực kỳ vinh dự Vân Thiên Thần Quân chính là bằng chứng tốt nhất. Cho nên Lục Vân tuyệt đối không cho phép một thứ tồn tại kinh khủng như thần thi tộc gây ảnh hưởng tới Long Quốc, phải ngăn cản kế hoạch của U Hồn tộc. Ngăn cản thế nào đây? Phải bắt hồn vô cực lại trước, thử xem có thể ép hỏi ra về trái tim bí mật của thần thi tộc không? Vừa nãy khi hồn trường thánh giảng giải cho bọn họ về kế hoạch của U Hồn tộc, có đề cập tới mấu chốt để hồi sinh thần thi tộc chính là trái tim kia. Phải tiêu diệt trái tim ấy thì thần thi tộc mới không sống lại được nữa, chỉ là đến cả hồn trường thánh cũng không biết vị trí của nó. Bây giờ đã hơn 20 năm trôi qua, có thể tam đại hồn vương còn lại đã tìm thấy. Điều này phải hỏi hồn vô cực mới được. Lục Vân suy nghĩ đủ thứ, nói với Liễu Yên Nhi đang định tiến lên dìu hắn dậy, chị Yên Nhi, em không sao, hôm nay chị tránh xa ra một chút, bất kể thể nào cũng phải bắt được hồn vô cực lại. Liễu Yên Nhi dừng bước, vẻ mặt lo lắng, nhưng vẫn nghe lời gật đầu. Bây giờ cô không giúp gì được cho tiểu Lục Vân, nên đành lui về sau. Thời khắc này, hồn vô cực cũng đang không ngừng chấn động. Một đòn vừa nãy từ cánh tay trái của nó không đánh nát được Thiên Sát Phương. Phải biết rằng luồng sức mạnh đó hoàn toàn có thể đập nát một gã kim đan kỳ đại viên mãn. Thế nhưng tuy Thiên Sát Phương bị đẩy lui, cũng phải hộc máu, nhưng kết quả này khiến hồn vô cực cực kỳ không hài lòng. Không phải như thế, là do ngón tay kia. Hồn vô cực nheo hai mắt lại, cẩn thận đánh giá ngón tay màu đỏ hồng của Lục Vân. Vừa nãy, linh hỏa bắn từ ngón tay đó ra. Cũng là ngón tay đó đánh tan một phần lớn sức mạnh từ cánh tay trái của nó. Nếu như có thể lắp ngón tay đó lên tay phải của mình. Ánh mắt hồn vô cực đột nhiên nóng rực, liếm môi nói, hôm nay bản vương thật quá may mắn, đầu tiên là có hồn lực mà hồn trường thánh dâng cho, sau đó sẽ là một ngón tay của Thiên Sát Phương ngươi, bản vương phải cảm ơn các ngươi thật tốt. Hồn vô cực cười gằn. Nó cực kỳ hưởng thụ cảm giác khi sức mạnh tăng vọt, đồng thời nó cũng rất điên cuồng. Rất muốn biết nếu mình và ngón tay chứa linh hỏa kia dung hợp thì cơ thể sẽ xuất hiện trạng thái gì. Rốt cuộc là bản thân linh hỏa đã khắc chế hồn lực, hay cả hai sẽ tăng thêm sức mạnh cho nhau. Hồn vô cực càng nghĩ càng điên cuồng, càng thấy tham lam. Đúng là đáng mong chờ. Nước miếng cũng rơi ra rồi đây. Hử! Lúc hồn vô cực phán đoán xong về ngón tay của Lục Vân thì đột nhiên mi tâm của nó giật một cái. Trong nháy mắt. Nó cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng. Kiếm ý. Thiên Sát Phương này đã luyện ra được kiếm ý từ bao giờ? Hồn vô cực không giải thích được. Lúc nó còn ẩn mình dưới cơ thể Tiêu Vô Hải ở nhà họ Tiêu, tuy rằng nó nghĩ Thiên Sát Phương này chỉ như một vai hề, nhưng dù sao ở Long Quốc, danh tiếng của Thiên Sát Phương cũng rất nổi. Dù hồn vô cực không quan tâm nhưng sẽ luôn có một ít tin tức về Thiên Sát Phương đến tai nó. À, không phải Thiên Sát Phương. Phải là Vân Thiên Thần Quân. Đám người ở Long Quốc luôn rất tin tín ngưỡng của mình, tin tức về Vân Thiên Thần Quân lại tới tai hồn vô cực. Hồn vô cực muốn không biết nhân vật này cũng khó. Nó cũng biết về trận chiến đó của Thiên Sát Phương, bằng một thanh kiếm khiến người người kinh sợ. Chỉ cần là người có hiểu biết một chút sẽ nhìn ra Thiên Sát Phương chẳng có kiếm pháp gì, chỉ là cậy mạnh nên mới đánh bại được trăm vị thần cảnh mà thôi. Đương nhiên cũng do đám thần cảnh kia quá yếu. Hồn vô cực có thể nhìn ra điều đó, chính vì thế nó mới lại càng kinh ngạc. Một kẻ chưa từng học qua kiếm pháp, sao có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, chẳng lẽ trời sinh là kiếm tu? Hiển nhiên là không phải. Kiếm tu trời sinh, chỉ cần tiếp xúc là có thể cảm nhận được khí chất bén nhọn trên người họ. Tuy rằng khí chất của Thiên Sát Phương cũng sắc bén nhưng tuyệt đối không giống kiếm tu.
Hồn Vô Cực nghĩ nát óc cũng không ra, khí tức kiếm ý kinh khủng vừa nãy, rốt cuộc đã được phóng ra như thế nào. Nhưng dù sao đi nữa kiếm ý ban nãy cũng khiến nó bị uy hiếp. Cho nên Hồn Vô Cực cũng không chủ quan, vội vàng sử dụng cánh tay trái của thần thi tộc, trong nháy mắt, ánh sáng lóe ra, sức mạnh trên cánh tay trái của Hồn Vô Cực lập tức tăng vọt lên. Cảm giác áp bức kinh khủng từ thần thi tộc tỏa ra ngoài. Ong! Lúc này, Lục Vân đột nhiên xòe tay ra. Bên trong tay hắn chợt xuất hiện một cái gương hình thoi, ánh sáng lấp lánh không ngừng. Kiếm ý khiếp người mà vừa nãy Hồn Vô Cực cảm nhận được tới từ Đoạt Thiên Tạo Hóa Kính. Dưới thế giới đáy biển, Lục Vân gặp ba luồng kiếm ý kinh người, trong đó một luồng đã bị tiêu hao hết khi hắn sử dụng Đoạt Thiên Tạo Hóa Kính. Hai luồng còn lại, Lục Vân vẫn luôn cất giữ. Hiện tại nó chính là chiêu thức công kích mạnh nhất mà hắn có. Tổng cộng chỉ có hai cơ hội. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lục Vân tuyệt đối sẽ không sử dụng tới. Thế nhưng Hồn Vô Cực trước mắt thực sự vô cùng mạnh, nhất là cánh tay trái thần thi kỳ lạ kia, Lục Vân không nghĩ ra được cách đối phó nào khả thi. Chỉ có thể lấy một kiếm ý ra, thử xem có thể chém hỏng cánh tay trái đó không. Chém! Lục Vân quát khẽ một tiếng, kiếm ý ngập trời trong nháy mắt gào thét bắn ra từ lòng bàn tay hắn. Lúc này, kiếm ý ngút trời chém ra, toàn bộ ngục giam long hồn điên cuồng rung lên. Trên long trụ gần nhất, lớp sơn loang lổ bắt đầu chóc ra, một cái đầu rồng cực lớn ở trên chóc trụ như có ánh sáng lóe ra, đôi mắt như có dấu hiệu sắp mở. Những biến hóa này tạm thời chưa có ai để ý tới. Bất kể là Liễu Yên Nhi, Hồn Trường Thánh hay là Hồn Vô Cực đều đang cực kỳ kinh hãi. Đòn công kích này của Lục Vân quá kinh khủng. Kinh khủng đến mức khó mà dùng từ nào hình dung được, dường như trời đất đang sụp đổ. Hồn Vô Cực ở ngay giữa kiếm ý, sắc mặt thay đổi cực nhanh, sắp trở nên vặn vẹo. Chết tiệt, Thiên Sát Vương chết tiệt, sao ngươi có thể ngưng tụ ra kiếm ý kinh khủng như vậy chứ, Hồn Vô Cực gào thét là cả giọng điên cuồng thúc giục cánh tay trái thần thi của nó, ý định chống lại đòn tấn công của kiếm ý. Đùng, mắt thường có thể thấy được nửa người Hồn Vô Cực nổ tung. Đầu còn lại một nửa, nhãn cầu rơi ra ngoài. Nó ngưng tụ thành hồn lực như làn sương đen, tản ra xung quanh, khiến mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Nhưng lát sau, trong bóng tối có một luồng ánh sáng chói mắt hội tụ lại thành một cánh tay. Con người Lục Vân co lại. Kiếm ý kinh khủng như thế vẫn không thể phá hủy được cánh tay đó. Thần thi tộc này quả nhiên là mạnh thái quá. Khó trách Hồn Trường Thánh lại nói. Chỉ cần trái tim của thần thi tộc bất diệt thì chúng gần như không chết. Đến cả đòn công kích mạnh nhất của Lục Vân cũng đã được sử dụng nhưng vẫn không thể phá hoại cánh tay đó, phải chơi thế nào đây? Lần đầu tiên Lục Vân gặp một chuyện khó giải quyết như thế. Thiên Sát Vương! Một tiếng giống đầy phẫn nộ vang lên. Xương đen tản mát khắp nơi nhanh chóng tụ lại, cuối cùng chui hết vào cánh tay của con thần thi kia. Thiên Sát Vương, đợi bản vương đắp nặn lại được cơ thể. Nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn. Hồn Vô Cực điên cuồng gào thét. Đùng một tiếng, cánh tay trái của thần thi tộc rời khỏi cơ thể Tiểu Vô Hải, mang theo bản thể của Hồn Vô Cực, hóa thành tia sáng lao ra khỏi ngục giam long hồn, chạy về phía biển sâu. Tốc độ quá nhanh, Lục Vân cũng không phản ứng kịp. Chạy! Vẻ mặt Lục Vân đầy nghiêm trọng, liếc mắt nhìn xác Tiêu Vô Hải, một viên kim đan đang bay lên lơ lửng. Vì lúc Lục Vân chém kiếm ý ra, cũng đã diệt sạch ý thức cuối cùng còn sót lại của TVH, cho nên Hồn Vô Cực cũng không cần dựa vào kim đan để tự bảo, phá vỡ cơ thể Tiêu Vô Hải. Nó nhẹ nhàng thoát đi. Lục Vân chỉ có thể kêu lên đáng tiếc, nhưng cũng không bỏ qua viên kim đan trước mắt, vì thế hắn nhanh chóng tiến lên cắn nuốt. Vòng năng lượng thứ ba trong lòng bàn tay được thắp sáng. Người anh em nhân tộc, người quả thực chính là khắc tinh của U Hồn tộc ta, chỉ cần thần thi không còn sống nữa. Người có đối mặt với Tam Đại Hồn Vương cũng chẳng có gì phải sợ. Hồn Trường Thánh cảm thấy phức tạp, nói. Linh hỏa khắc chế hồn lực, kiếm ý xé nát cơ thể, Tam Đại Hồn Vương không thể là đối thủ của Lục Vân. Nhưng Hồn Trường Thánh đâu biết rằng kiếm ý uy lực cỡ này Lục Vân chỉ có thể dùng lại một lần cuối. Lục Vân không giải thích nhiều. Hắn rất thất vọng, dù là kiếm ý đáng sợ như vậy cũng không thể phá hủy cánh tay thần thi tộc kia. Nếu quả thật có thể khiến thần thi tộc sống lại thì hậu quả khôn lường. Hai hồn vương còn lại ngụy trang thành thân phận gì? Lục Vân quay lại hỏi Hồn Trường Thánh.
Hồn Trường Thánh suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu, ta chỉ biết hai người bọn chúng, một tên là Tác Hồn Kiền, một tên Tác Hồn Nguyên, còn ngụy trang thành ai thì không rõ. Trước kia bọn chúng từ giới hành sơn tới, tự mình chọn ký chủ, Hồn Trường Thánh chỉ biết Hồn Vô Cực chọn ký chủ là Tiêu Vô Hải, là minh chủ võ minh của Long Quốc. Vì vậy Hồn Trường Thánh lợi dụng thân phận của Liễu Kình Thiên để vào tổ chức là cái bóng của võ minh, ám ảnh các. Còn hai tên khác thì không rõ. Khi Hồn Trường Thánh bị coi là kẻ phản bội U Hồn Tộc, là Hồn Vô Cực liên lạc với hai hồn vương còn lại làm nó bị thương nặng. Thân phận ký chủ của hai hồn vương còn lại, Hồn Trường Thánh không rõ lắm. Lục Vân nhíu mày hỏi, vậy ngươi có thể hình dung ra dung mạo của bọn họ không? Đám U Hồn Tộc này định hồi sinh thần thi, kế hoạch này quá điên rồ, nếu có cơ hội, Lục Vân muốn nhanh chóng đi giải quyết hai tên hồn vương còn lại. Lâu quá rồi, ký ức không rõ ràng lắm, chỉ là nếu gặp lại thì vẫn có thể nhận ra chúng. Hơn 20 năm trước, Hồn Trường Thánh đánh nhau với bọn chúng, tuy không biết thân phận ký chủ của nhau, nhưng cũng nhìn thấy mặt rồi, muốn nhận diện không thành vấn đề. Vậy được rồi, người đi theo ta, có khi sẽ gặp hai con kia. Lục Vân nói. Hồn Trường Thánh cười khổ lắc đầu, sợ là không được. Sao lại không được, Lục Vân nhíu mày. Hồn lực của ta đã bị Hồn Vô Cực cắn nuốt hết, mạng không còn dài, có thể cố gắng tới bây giờ cũng coi như là kỳ tích rồi. Hồn Trường Thánh cười khổ. Dứt lời, cũng lập tức biến mất. Chết đúng lúc quá. Lục Vân không nói gì, chuẩn bị dẫn Liễu Yên Nhi rời khỏi ngục giam Long Hồn, nhưng đúng lúc này mặt đất rung lên. Gì thế này, lẽ nào ngục giam Long Hồn này sẽ sụp xuống ư? Lục Vân nhìn quanh một vòng, lập tức túm lấy cổ tay Liễu Yên Nhi, nói, chị Yên Nhi, chúng ta mau rời khỏi đây đi, cái ngục giam Long Hồn này sợ là không đơn giản. Vừa dứt lời, bốn phía có lồng giam trận pháp khổng lồ dâng lên, những phù văn cổ xưa lơ lửng như một bức tường, vây hai người ở giữa. Cùng lúc đó, từ đầu của một con rồng trên một trong số 9 cột trụ, có hai luồng sáng đỏ đột nhiên bắn ra. Đôi mắt rồng đột ngột mở ra. Ngục giam Long Hồn, thật sự có rồng ư? Một ảo ảnh huyết long khổng lồ chiếm đóng đỉnh lồng giam. Ánh mắt nó long lên, khí tức uy nghiêm nhìn xuống hai người. Vừa nãy là hai tiểu bối các ngươi quấy rầy bản tọa nghỉ ngơi. Giọng nói tràn ngập uy áp ập xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.